chào buổi sáng tất cả mọi người và chào mừng bạn đến với Hội nghị Kinh doanh khu vực Đông Nam Á. Và tôi tên là Natalie, rất hân hạnh cùng đồng hành cùng tất cả các bạn trong buổi sáng ngày hôm nay. Và hôm nay đã là ngày thứ hai của sự kiện See Live, thật vui khi có mặt tại đây. Chúng tôi biết là có hàng nghìn những người đang theo dõi là các đối tác kinh doanh và bạn bè của chúng ta đang tham gia trực tiếp từ khắp Đông Nam Á. Vậy thì một lần nữa xin chào toàn thể Đông Nam Á. Đầu tiên, để tôi hỏi bạn, bạn cảm thấy tiết mục mở hàng màn có tuyệt vời không ạ? Nếu bạn đồng ý với tôi thì hãy cho chúng tôi biết rằng bạn thích nó bằng cách để lại bình luận tuyệt vời trong khung chat được không ạ? Và tôi đã có thể thấy rất là nhiều bình luận rồi ạ. Xin cảm ơn các bạn. Wow, tôi đã cảm nhận được nguồn năng lượng mạnh mẽ này rồi. Đông Nam Á ơi, hãy tiếp tục bình luận và liên tục gắn thẻ vào nữa nhé. Và tôi phải đồng ý với bạn, đó là một tiết mục vô cùng tuyệt vời. Có một hơi hướng của tương lai và cũng như có một dòng điện chạy qua vậy. Xin cảm ơn vì đã chia sẻ nguồn năng lượng này. Và xuyên suốt phiên họp của chúng ta hôm nay, chúng tôi sẽ kêu gọi bạn bè chia sẻ cảm nhận. Hãy để ban tổ chức và các diễn giả được thấy năng lượng và tình yêu của bạn qua phần bình luận được không? Nếu mà chưa thì hãy nhanh tay chia sẻ bài đăng này và chuẩn bị nhận giải thưởng mà chúng tôi đã có sẵn cho bạn ở đây nhé. Và nhiều người trong chúng ta biết đây là sự kiện kỹ thuật số, là See Live thứ hai được tổ chức ngay sau sự kiện trực tuyến đầu tiên hồi năm ngoái. Chính những phản hồi của các bạn cho chúng tôi động lực để tiếp tục. Quan trọng hơn, chúng tôi nhận ra rằng cách chuyển đổi sự kiện mang tính biểu tượng của Đông Nam Á này sang trải nghiệm trực tuyến, chúng tôi có thể xóa bỏ được biên giới và thu hẹp khoảng cách giữa chúng ta bằng cách đưa toàn bộ gia đình New Skin Đông Nam Á lại gần nhau hơn với trợ giúp của kỹ thuật số. Vì vậy, chúng tôi đã trở lại đây với một trải nghiệm mang đậm tính tái hiện trong năm nay. Đối với những bạn và đối tác mới lần đầu tiên tham gia cùng chúng tôi, nhiệt liệt chào mừng các bạn đối với trải nghiệm New Skin. Và nếu bạn là người mới, tôi xin xin phép chia sẻ thêm. Cứ 2 năm một lần, tất cả 7 thị trường của New Skin Đông Nam Á lại tụ họp thành một lễ kỷ niệm, học hỏi và lấy cảm hứng từ những câu chuyện chuyển đổi thực sự, những sản phẩm tuyệt vời và những diễn giả lừng danh nhất trong suốt sự kiện See Live 2 ngày này. Vậy, chúng ta hãy lắng nghe chia sẻ từ mỗi thị trường trong số 7 thị trường. Và hãy nhớ rằng, chúng tôi muốn cảm nhận được năng lượng của bạn. Hãy tích cực bình luận trong khung chat của chúng ta và cho chúng tôi thấy sự hào hứng nhé. Tôi sẽ gọi tên từng thị trường và hãy sẵn sàng để làm cho mình nổi bật được không ạ? Hãy bắt đầu thôi, chúng ta có thị trường đầu tiên. Việt Nam đâu rồi ạ? Chúng tôi muốn thấy những cánh tay ở Việt Nam. Hãy chia sẻ, hãy bình luận và gắn thẻ New Skin Việt Nam, New Skin VN, mọi người hãy bình luận New Skin VN được không ạ? Xin chào các bạn đến với See Live. Tiếp theo chúng ta có New Skin Indonesia, chào mừng các bạn đến với See Live. Hãy cho chúng tôi biết bạn đang xem live từ đâu Indonesia kèm hashtag New Skin ID. Xin cùng chào đón New Skin Malaysia và Brunei, các bạn thấy thế nào? Hãy gửi lời chào nồng nhiệt của bạn từ bất kỳ nơi nào mà bạn đang xem live tại Malaysia với hashtag NewSkinMY hoặc NewSkinBN. Và NewSkin Singapore ơi, tôi đang bắt gặp sự náo nhiệt ở đây từ NewSkin Singapore, quẩy lên nào. Hãy gửi đến mọi người lời chào nồng nhiệt nhất kèm hashtag NewSkinSG. Được không ạ? Tiếp theo hãy lan tỏa tình yêu thương từ Philippines. Chúng ta xin chào NewSkin Philippines. Hãy chia sẻ bạn đang ở vùng nào tại Philippines kèm hashtag NewSkinPH. Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, xin chào. Chào mừng đến với See Live NewSkin Thái Lan. Hãy chia sẻ bạn đang ở vùng nào tại Thái Lan ngay bây giờ kèm hashtag NewSkinTH. Quá tuyệt vời, chúng tôi muốn thấy nhiều năng lượng hơn nữa. Và chúng ta hãy thử chọn ra một số anh chị để chiếu lên màn hình được không ạ? À? Xin chào các lãnh đạo Đông Nam Á. Xin chào. Ôi trời, thật là những bộ trang phục tuyệt đẹp. Mời bạn giới thiệu về bản thân và chia sẻ thêm về những bộ cánh xuất sắc này được không ạ? À? Hãy cùng lắng nghe xem bạn đang mong đợi điều gì ở See Live lần này. Và sẽ không đợi chờ thêm nữa, hãy đến với team Malaysia. Xin chào buổi sáng New Skin ở gia đình Đông Nam Á. Tôi tên là Sydney và tôi đến từ Malaysia. Từ khi bắt đầu hành trình New Skin thì chưa bao giờ tôi luôn luôn nghĩ về tương lai của mình. Tôi luôn tin rằng những ngày tươi đẹp sẽ luôn ở trước phía trước chúng ta và tương lai của chúng ta sẽ tỏa sáng và sắc màu như là chúng ta đang mong đợi. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều, các nhà sáng lập của New Skin, Black, Sandy và Steve, cũng như tất cả các nhà lãnh đạo của New Skin đã luôn luôn truyền cảm hứng cho chúng tôi để thiết lập mục tiêu to lớn. Xin cảm ơn rất nhiều
cho sự liên tục tuyên truyền cảm hứng cho tôi cũng như đội nhóm của tôi thông qua tình yêu của các bạn, sự cam kết và sự chuyển đổi của tất cả các câu chuyện thành công của tất cả các bạn. Hãy có một ngày Sea Life thật thú vị nhé. Cảm ơn Sydney, chắc chắn là bạn rất là tuyệt vời ở đây rồi. Xin cảm ơn Sydney một lần nữa. Kế tiếp xin mời đại diện những ngôi sao sáng giá đến từ Việt Nam được không ạ? Xin chào tất cả mọi người. Xin chào Sea Life. Đây là Thuy Anh đến từ Việt Nam. Thật tuyệt khi được và thật tuyệt vời khi được kết nối với tất cả mọi người ở Đông Nam Á và thật thú vị khi mang đến một chút hơi hướng tương lai trong trang phục này. Và tương lai cũng giống như là những thử thách mà chúng ta đang chờ đợi và chúng ta sẽ dành nỗ lực để vượt qua nó. Cái váy này thì tôi có sẵn ở trong tủ quần áo rồi. Cái kính này thì tôi phải tốn hết một tuần để nghiên cứu và đặt đúng cái loại kính này. Và thực sự rất là hào hứng khi có thể là một phần của đội nhóm ngày hôm nay để có thể chia sẻ năng lượng của mình với tất cả mọi người. Xin cảm ơn tất cả mọi người và xin chào Natalie. Chúng tôi rất yêu thích sự quyết đoán của tất cả các bạn. Hãy thể hiện tình yêu và cảm hứng của mình tiếp tục lan tỏa. Còn Công và Tùng, chúng tôi rất sẵn sàng chào đón phần trang phục đặc biệt của bạn và hãy truyền cảm hứng cho tất cả chúng tôi thế nào. Xin chào New Skin Đông Nam Á, tôi tên là Công và tôi tên là Tùng. Và chúng tôi xin đại diện cho New Skin Việt Nam. Tôi rất phấn khích để chia sẻ với các bạn trong chương trình trực tuyến đặc biệt ngày hôm nay. Chúng tôi muốn hạnh phúc và những giúp đỡ mọi người với cái trang phục của chúng tôi, bắt chước của Batman và bác sĩ Strange. Đây là hai nhân vật trong truyện tranh và họ chưa bao giờ gặp nhau trong bộ phim, nhưng mà họ có thể tham dự cùng nhau trong tại cơ hội này đấy. Thật ra thì chúng tôi đã chuẩn bị đã 2 tuần và đây là lần đầu tiên tôi tham dự sự kiện Sea Life trực tuyến và tôi không thể rất là háo hức để mà chờ đợi tất cả phần chia sẻ của tất cả các lãnh đạo trong khu vực về những cái sản phẩm đột phá công nghệ chống lão hóa và cái cơ hội kinh doanh thú vị này. Xin cảm ơn. Hãy giữ an toàn và tận hưởng sự kiện ngày hôm nay. Trở lại với lại Natalie. Xin cảm ơn rất cả mọi người. Và chúng ta hãy lan tỏa nhiều yêu thương và năng lượng này được không ạ? Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và bây giờ hãy lắng nghe chia sẻ từ người phụ nữ xinh đẹp này đến từ Indonesia. Xin chào New Skin Đông Nam Á và xin chào, chúc mừng đến Sea Life. Tôi là Shirley đến từ Indonesia. Thật đáng kinh ngạc bởi sự tiến bộ trong công nghệ giúp chúng ta tụ họp tại đây. Và chính tôi cũng mua được trang phục này thông qua mạng xã hội mà không cần ra ngoài. Và thế giới đang thay đổi và tôi trông chờ New Skin làm rung chuyển thế giới của chúng ta. Yay! Rất là vui mừng ạ. Thank you very much for sharing. And now to Brunei, who do we have? Southeast Asia. Xin chào New Skin Đông Nam Á. Tôi tên là Cindy, tôi đến từ Vương quốc Brunei. Cái lý do mà tôi tạo ra cái bộ trang phục cho tương lai này bởi vì tôi được truyền cảm hứng để tạo ra cái trang phục ngày hôm nay khi mà niềm tin vào tầm nhìn và cái nền tảng của New Skin giúp tôi trở thành một con người tuyệt vời hơn, cho đội ngũ làm những điều tốt đẹp trên khắp thế giới. Đây là cái điều mà tôi lựa chọn cái trang phục cho tương lai đặc biệt trong ngày hôm nay. Xin cảm ơn cho tôi được chia sẻ trong cơ hội đặc biệt này với tất cả đại gia đình Đông Nam Á ngày hôm nay. Rất vui được gặp tất cả các bạn. Hãy cùng nhau có một sự kiện thật thành công. Xin cảm ơn. Và cảm ơn bạn Cindy gửi những điều tốt đẹp đến với bạn từ tất cả anh chị em New Skin. Xin chào các anh chị lãnh đạo đến từ Singapore. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào tất cả mọi người ở Đông Nam Á. Và tôi rất là vui khi thể gặp mọi người tại đây. Và tôi lấy cảm hứng từ công nghệ tiên tiến của New Skin cho trang phục tương lai này. Tôi có một cái ống kính thông minh ở đây, mọi người thấy không ạ? Dạ rồi. Nó có thể giống như sản phẩm của chúng ta có thể theo dõi nồng độ oxy, mức độ chống oxy hóa và nhiều chỉ số khác để có một sức khỏe mạnh. Cũng giống như là khoa học và công nghệ tích hợp của chúng ta. Và đây là những thiết bị mà tôi gắn lên người cũng giống như là tái hiện lại sản phẩm của New Skin. Cũng như những sản phẩm có rất nhiều khoa học đằng sau nó. Và chúng ta hãy chứng kiến New Skin đã đổi, xem New Skin đã đổi mới thế nào. Và tôi mạnh dạn khuyên mọi người đừng bao giờ bỏ lỡ Sea Life, là cơ hội để tất cả
được gặp gỡ như một gia đình New Skin. Và chúng ta sẽ có được những sự vượt trội mạnh mẽ nhất để giúp mọi người có được sự đòn bẩy trong công việc kinh doanh này. Xin chào Natalie. Xin chào tất cả các anh chị em đến từ Đông Nam Á. Chúng ta đã học rất là tự hào được đại diện Singapore trong buổi sáng ngày hôm nay. Đây không, Natalie à, đây không phải là bộ trang phục đâu, mà đây là một trong những cái bộ váy yêu thích của tôi. Và tôi lựa chọn nó bởi vì nó rất là tỏa sáng, rất là xinh đẹp. Và nó nói về tương lai của tất cả chúng ta ở New Skin là tương lai tươi sáng và thật là tỏa sáng, đúng không nào? Và chúng ta thật sự sẽ bung cháy trong ngày hôm nay. Và bên cạnh đó, nó có cái từ Vogue. Nó, bạn biết không, chữ Vogue này có ý nghĩa là một từ nói về thời thượng, nói về trang phục, nói về sự sáng tạo, nói về khát khao trong cuộc sống. Và đó chính là những gì nói về sản phẩm New Skin. Luôn luôn trong trạng thái Vogue, luôn luôn có đáp ứng nhu cầu của tất cả người tiêu dùng trên thế giới. Và tôi rất là yêu thích cái tầm nhìn của các nhà sáng lập, cũng giống như những sản phẩm cải tiến của tiến sĩ Joseph Chan mà tôi rất là háo hức để chờ đợi. Và tôi cũng thấy rất nhiều các lãnh đạo xuất sắc trên toàn cầu, tất cả họ đều đã sẵn sàng bắt đầu hành trình New Skin vào những lúc họ 20 tuổi, và họ chia sẻ với tất cả chúng ta sẽ thiết lập đam mê chúng ta sẽ bùng nổ trong ngày hôm nay. Đừng có bỏ lỡ sự kiện Slide này nhé. Hãy nỗ lực hết mình, hãy tập trung hết mình, được không nào? Trở lại với lại Natalie. Cảm ơn chị, rất là đầy năng lượng. Thật sự là một bộ váy của tương lai. Hãy cùng sẵn sàng để bùng nổ cơ hội của chúng ta, được không ạ? Và đến với Philippines, chúng tôi rất nóng lòng được nghe từ bạn. Bạn là thế hệ tiếp theo, Nikki, hãy mạnh mẽ và can đảm lên nào. Xin kính chào tất cả nhà lãnh đạo tuyệt vời của New Skin Đông Nam Á. Tôi tên là Nikki Sahununa, đại diện cho thị trường làm đẹp tại Philippines. Philippines colon. Và tôi đang trăn trở với câu hỏi một nhà lãnh đạo tương lai thì nên như thế nào? Và tôi chuẩn bị bộ đồ cho thế hệ tiếp theo của sự lãnh đạo này. Chiếc phương miện này đại diện cho New Skin chính là mối quan hệ hợp tác của chúng ta với công nghệ chuyên và sự đột phá. Và bộ đồ thể thao này đại diện cho các nhà lãnh đạo tương lai của New Skin. Chúng ta mạnh mẽ, dũng cảm và can đảm rằng dù đối mặt với bất cứ thử thách nào, chúng ta sẽ luôn có áo giáp sức mạnh và luôn vượt qua được. Đây chính là áo giáp sức mạnh của chúng ta. Chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn cùng nhau. Mọi người sẽ thành công cùng nhau. Xin cảm ơn Nikki. Chắc chắn bạn sẽ là thế hệ lãnh đạo tiếp theo của chúng ta rồi. Và thế hệ tiếp theo chúng ta sẽ có những nhà lãnh đạo rất là tuyệt vời, rất dũng cảm và can đảm. Xin chào Natalie. Xin chào New Skin Đông Nam Á. Tôi là Quang Saraphorn đến từ Thái Lan. Cái mục đích mà tôi lựa chọn cái chủ đạo cho trang phục này của tôi trong ngày hôm nay là cái công nghệ đột phá của New Skin đã chưa bao giờ ngừng lại cho việc cải tiến cả. Bạn biết không, mái tóc của tôi giống như tất cả các bạn trong New Skin, chúng ta không thể đoán được tuổi của những người sử dụng New Skin, bởi vì mỗi người trông thật là trẻ trung. Với cái vương miện trên đầu này, nó đại diện cho chúng ta là số một. Chúng ta giống như là người kiểm soát cái thiên đường có thật tại cuộc sống của chúng ta và sẵn sàng giúp đỡ mọi người có cơ hội thay đổi cuộc đời của họ, cải thiện tốt hơn nữa. Và tôi mong đợi rằng tất cả các bạn bước vào sự kiện ngày hôm nay sẽ được truyền cảm hứng và thấy được sự vĩ đại của New Skin cũng giống như những sản phẩm. Và tôi rất yêu thích sự kiện đặc biệt như thế này lần đầu tiên, và tôi quyết định đã bắt đầu thực hiện mục tiêu của mình cùng với New Skin. Và tôi sẽ nỗ lực được thực hiện mục tiêu của mình trong New Skin, và tôi muốn trở thành bắt đầu hành trình này và kết thúc một cách thành công. Sau sự kiện này, bạn sẽ nhận ra rằng đây là một cái cơ hội rất tuyệt vời mà có thể khai phá tiềm năng của chúng ta và dẫn dắt chúng ta tìm thấy phiên bản tuyệt vời nhất của mình. Và hãy cùng với tôi, cùng nhà lãnh đạo trên thế giới, nếu tôi tin tưởng rằng tôi có thể làm được. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Xin cảm ơn Khoan. Và chắc chắn bạn sẽ là một trong những người có sở hữu bộ trang phục tuyệt vời nhất ngày hôm nay. Và tiếp theo, tôi hy vọng rằng là mọi người cũng đang hào hứng với những bộ trang phục này như chúng tôi. Và tiếp theo chúng ta có cô Modi. Xin chào tất cả mọi người tại Đông Nam Á. Và tên của tôi rất là dài nhưng mà mọi người có thể gọi tôi là Modi. Tôi rất vui khi được có mặt tại đây.
Tôi đã dùng sản phẩm Nu Skin được 23 năm, nhưng tôi làm kinh doanh hơn 10 năm và năm nay tôi 49 tuổi rồi. Và nhờ Nu Skin, tôi có thể có được vẻ đẹp tự nhiên này. Và trang phục của tôi đang được lấy cảm hứng từ thần thoại Đức, từ thần Thor trong hình hài người phụ nữ. Vị thần này bảo vệ nhân loại, sẽ giúp, có thể giúp bảo vệ mọi người khỏi những sai lầm của họ trong quá khứ để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Nên tôi muốn trở thành một trong những nhà lãnh đạo Nu Skin giúp đỡ mọi người và đảm bảo rằng mọi người sẽ được Nu Skin chăm sóc thật tốt. Và tôi rất hào hứng với sự kiện này. Tôi rất vui khi được gặp gỡ tất cả mọi người để có mặt ở đây để gặp gỡ các nhà sáng lập, các nhà khoa học, các CEO và các lãnh đạo hàng đầu của công ty, cũng như tìm hiểu về những cải tiến và sản phẩm mới của chúng ta. Tôi rất biết ơn khi có Nu Skin trong đời và tôi muốn chia sẻ cơ hội tốt nhất với mọi người. Ở sự kiện tuyệt vời sẽ có nhiều lãnh đạo tuyệt vời và xin chào tất cả mọi người đã tham gia vào Nu Skin. Cảm ơn và trở lại với lại Natalie được không ạ? Xin cảm ơn rất nhiều và xin cảm ơn các lãnh đạo, và tôi tin rằng các thành viên còn lại của Đông Nam Á chúng ta đã rất phấn khích. Và xin cảm ơn thời gian của tất cả các bạn và hãy tận hưởng chương trình C-Live. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Ngay lúc này, thành viên Đông Nam Á của chúng ta, Nu Skin đã sẵn sàng và cho bạn tầm nhìn trong tương lai ngay tại ngày hôm nay. Chúng ta muốn bùng cháy đam mê của tất cả các bạn và tiềm năng của các bạn bằng cách chia sẻ với các bạn những gì mà chúng tôi đã liên tục cải tiến cái nền tảng của chúng tôi, cơ hội kinh doanh và những sản phẩm, và hội tụ lại để mang đến những cơ hội đầy triển vọng và hứng khởi nhất cho tất cả chúng ta. Hãy xem chúng ta đang gặp gỡ nhau ngày hôm nay như thế nào. Đây chính là cái sự kiện trực tuyến online mà mang chúng ta kết nối mọi người trên một khu vực đến với nhau và cùng trải nghiệm và bùng cháy tương lai cùng nhau. Ngày hôm nay là có những cái khách mời rất đặc biệt và kết nối kỹ thuật số để mà có thể chúng ta xóa bỏ cái biên giới của khoảng cách hàng ngàn dặm. Chúng ta sẽ lắng nghe từ nhà sáng lập của chúng ta, những người đã tin tưởng vào ước mơ của họ cách đây 35 năm, và họ sẽ tiếp tục chia sẻ với chúng ta về tầm nhìn, sẽ tiếp tục chuyển đổi trong 35 năm tiếp theo. Bên cạnh đó, chúng ta cũng sẽ có những khách mời đặc biệt, đó là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Ryan Napierski và Phó Chủ tịch điều hành Connie Tang sẽ chia sẻ với chúng ta về tầm nhìn sâu sắc và sự phát triển trong tương lai, sự chuyển đổi về kỹ thuật số và làm thế nào mà họ có thể có một cái tầm nhìn xây dựng Nu Skin với văn hóa lấy trải nghiệm khách hàng làm trọng tâm. Vì vậy, tôi hy vọng rằng các bạn đã sẵn sàng để bắt đầu. Và nếu như vậy rồi, thì hãy cho chúng tôi cái phần bình luận là bùng nổ tương lai của tôi ngay bây giờ để chúng ta bắt đầu chương trình bùng nổ tương lai của tôi. Bây giờ, trong phần đầu tiên của chúng tôi, hãy cho phép tôi giới thiệu khách mời của chúng ta, đó là Phó Chủ tịch cấp cao trưởng ban truyền thông Ruth Todd. Xin chào Ruth. Bạn đã đến chưa ạ? Wow, tôi có mặt rồi nè, tôi ở đây nè, tôi đây rồi. Có hơi bị chóng mặt không trong cái hành trình đó? Không, đến nỗi tôi thấy nhanh và mượt hơn mình tưởng nữa. Còn vui nữa. Tuyệt vời, tôi rất vui rằng bạn đã có trải nghiệm tuyệt vời. Xin cảm ơn, và rất là phấn khích để có bạn tham dự ngày hôm nay. Chúng tôi rất là háo hức để chờ đợi từ bạn cũng như các nhà sáng lập của Nu Skin. Còn bây giờ thì tôi xin nhường lại sân khấu cho bạn nhé. Được chứ, chúng tôi rất vui khi có mặt tại đây. Chúng tôi có thể cảm nhận được toàn bộ năng lượng của các bạn suốt từ Đông Nam Á đến tận Provo, Utah. Và bạn biết đấy, tôi nhớ năm ngoái khi chúng ta tham gia sự kiện trực tiếp, thực sự là một thành công lớn, nhưng tôi thậm chí còn vui mừng hơn cho sự kiện lần này với sự ra mắt của nhiều sản phẩm mới cùng với tất cả sự phấn khích đang lớn dần lên về công việc kinh doanh của chúng ta. Tôi rất mong đợi lần tới có thể trực tiếp được đến thăm Đông Nam Á, được tận mắt nhìn thấy tất cả các bạn. Chúng tôi yêu bạn và vùng đất xinh đẹp của bạn. Thật vui khi được đến Đông Nam Á. Tôi hân hạnh khi có mặt tại đây với những cá nhân xuất sắc mà bạn cũng biết đấy. Hãy cùng tôi chào đón anh Blake Rooney, anh Steve Lin và cô Sandy Tillerson. Hãy cầu cho họ bình an đến được đây nào. You made it. Oh, mọi người đến rồi. Ổn không ạ? Ổn không ạ?
Nó hơi chóng mặt tí xíu, nó hơi nhột nhột. Wow, tôi tới nhanh hơn là tôi từng tưởng. Đúng là một hành trình chóng vắng. Đúng là New Skin. Tốc độ và tốc độ. Chỉ có tốc độ. Wow, tốc độ nhanh lắm mọi người. Chúng tôi rất vui khi mà mọi người đã hạ cánh an toàn. Vào thẳng vấn đề nào, chúng ta có một gia đình Đông Nam Á tuyệt vời đang muốn tìm hiểu về lịch sử của New Skin ở đây. Rất nhiều anh chị ở đây không xuất hiện vào năm 1984. Họ mới tham gia New Skin cùng chúng ta và chúng ta muốn họ biết chúng ta đến từ đâu. Vậy thì mời anh Blake bắt đầu nhé. Thật ra khi mà chúng tôi chỉ cần làm cái việc đều làm mỗi ngày, chúng tôi phải có danh sách những cái sản phẩm, thành phần nào gây có hiệu quả cho làn da và tốt cho làn da. Và chúng tôi biết những cái thành phần nào gây hại cho làn da và sau đó chúng tôi sẽ công thức hóa nó. Và sau khi mà sản phẩm đã sẵn sàng thì chúng tôi sẽ chia sẻ với lại những người, gọi những người thân yêu và chia sẻ với họ và tìm từng người một, rồi lại tìm thứ một người nữa và bắt đầu có những cái cuộc họp nhỏ vài người, rồi chúng tôi bắt đầu có những cái cho họ trải nghiệm sản phẩm. Chị Sandy, chị nhớ như thế nào? Chị nhớ về những ngày đó như thế nào ạ? Điều quan trọng là lúc đó là 1984 và chúng tôi ở trong một căn hộ nhỏ ở Provo, Utah. Những gì mà anh Blake đề cập đến là chúng tôi đã lên danh sách tất cả các thành phần tốt và không có thành phần nào xấu. Và lần đầu tiên, chúng tôi tạo ra một sản phẩm chăm sóc da có NAPCA cùng tất cả những điều tuyệt vời này. Nhưng sau đó chúng tôi cần chia sẻ nó và chúng ta làm thế nào đây? Chúng tôi tạo ra sản phẩm mà bạn vẫn gọi là hệ thống nâng cơ trên mặt đó, facelift. Và chúng tôi làm demo minh chứng sự khác biệt trên mặt của mỗi người một lúc. Chúng tôi nói chuyện với tất cả mọi người, thử nghĩ xem, chưa từng ai nghe nói về New Skin và lúc đó cả chưa có ai luôn. Chúng tôi đã chia sẻ và chúng tôi quan tâm. Để coi, sau đó chúng tôi đặt tên công ty, chúng tôi lúc đó đặt tên là New Skin Đa Quốc Gia và đó là khi Steve Lund xuất hiện. Công việc của tôi lúc đó thì rất là đơn giản. Tôi làm tất cả những thứ mà Blake và Sandy nói tôi cần phải làm. Đơn giản có nghĩa là chúng tôi đã sản xuất cho tôi thành công. Chúng tôi chỉ cần làm việc cho mọi người và đặt lợi ích của mọi người lên trên hết. Và tôi vẫn nhớ rằng là bạn luôn nói với tôi rằng là cái tốt nhất để thực hiện ước mơ của chúng ta là hãy giúp người khác thực hiện ước mơ của họ. Và điều đó khi là tạo ra những cái sản phẩm mà nó thú vị và đến mức mà thậm chí là người ta rất dễ dàng để mà chia sẻ. Và đó có nghĩa rằng là cái cơ hội kinh doanh này nó rất là thu hút đến mức thậm chí những người thành công họ làm tốt trong nền tảng của họ, họ sẽ làm tốt hơn ở tại đây của chúng ta. Và đó có nghĩa rằng là xây dựng một cái văn hóa doanh nghiệp với sự trung thực và sự chính trực để làm những điều tốt đẹp trên khắp thế giới mà mọi người muốn thuộc về tổ chức đó. Tôi thích cái sự thật là 37 năm về trước thì mọi người thiết lập nên một đế chế mà đến nay đã xuất hiện ở 50 quốc gia. Nó vươn ra thế giới, thấy chưa? Mọi người đã đạt được ước mơ của mình rồi. Nhưng mà hôm nay thì chúng ta có nhiều hơn rồi. Chúng ta có nhiều lợi thế hơn rồi. Xin hãy chia sẻ thêm được không ạ? Well, khi mà nghĩ về điều đó thì lúc đó chúng tôi có một văn phòng, có hai bàn làm việc, hai cái điện thoại, một cái máy trả lời tự động. Hồi đó không có máy fax, cũng không có máy vi tính luôn. Chúng tôi có máy tính nè, để tính hoa hồng và chúng tôi sẽ bày những cái thẻ đề mục ở trên sàn, bày đầy ở trên sàn luôn. Bạn tưởng tượng xem việc trải qua những điều tương tự như vậy trong hiện tại như thế nào. Và tạ ơn Chúa chúng tôi đã sẵn sàng, chúng tôi phát triển được một số chương trình máy tính giúp mình đạt được như ngày hôm nay. Lúc mà soạn hàng gửi đi á, thì mình phải gửi đơn hàng kèm séc qua đường bưu điện và có thể mất từ 6 đến 8 tuần để khách nhận đơn hàng. Bạn biết đấy, cơ hội chỉ mới bắt đầu thôi và tất cả những gì tôi có thể nói là hiện tại bạn đang ở đúng nơi và sẵn sàng trở thành một phần của cơ hội này, nơi chúng ta có mạng xã hội và rất nhiều cơ hội và rất nhiều lợi thế khác nữa. Blake, không phải cô ấy hơi nói quá về cái máy fax đấy. Thật ra nó chỉ được sử dụng có 2 tuần thôi. Tôi biết rằng chúng ta thật ra không đâu có điện thoại di động đâu. Đâu có điện thoại đâu. Đâu có ai vào thời điểm đó mà lắng nghe cái máy trả lời tự động và chúng tôi phải và tắt hết. Tôi tự hỏi là mọi người chỉ là một nhóm nhỏ những người khởi nghiệp New Skin thì có bao giờ anh chị thắc mắc liệu rằng công ty có thể vĩ đại đến nước này hay không? Mọi người có từng mơ rằng nó sẽ thành công như hôm nay không? Thật ra chúng tôi đã từng làm như thế nhưng mà chúng tôi rất là tự nhiên vào thời điểm khi mà nghĩ về điều đó các bạn ạ. Và thời điểm mà chúng tôi nghĩ về kinh doanh sẽ rất là lớn mà chúng tôi vẫn không hiểu được nó phát triển lớn có nghĩa như thế nào. Và chúng tôi cũng không nghĩ rằng là chúng tôi việc làm những việc đều đặn mỗi ngày, đi ra ngoài, tìm từng người, chia sẻ với họ, giúp đỡ họ, rồi lại thấy một người khác để giúp đỡ họ thay đổi cuộc sống họ theo một cách nào đó. Và chúng tôi chỉ tập trung vào việc tìm người thứ hai và cứ tiếp tục cải thiện cuộc đời của người ta theo những cách như vậy. Và như vậy chúng tôi chưa bao giờ ngừng lại và chúng tôi đã có những lúc muốn bỏ cuộc nhưng mà không phải chúng tôi đều bỏ cuộc cùng lúc. Khi mà tôi điền vào cái form để mà ra đời New Skin International vào lúc đầu thì chúng tôi nghĩ là thật là buồn cười. Và thật ra thì trường Canada vào thời điểm đó, khi mà Canada, chúng tôi nghĩ tới Canada thì Canada lại nghĩ về Đông Nam Á. Mà lý do tại sao thì trường Đông Nam Á lại ra đời? Hãy nói chút xíu về Đông Nam Á được không ạ? Đây là nơi rất là đặc biệt của thế giới.
tất cả chúng ta đều có mặt ở đây và chúng ta đã từng cảm thấy rằng là những quốc gia đây đều rất là tuyệt vời. Mọi người có thể chia sẻ một chút xíu về ký ức hoặc là kỷ niệm mà mình có với lại Đông Nam Á được không ạ? À? Dạ, yeah, thật sự là một hành trình rất là vui. Lúc đầu khi chúng tôi đến Đông Nam Á, nó luôn luôn thú vị. Và lần đầu tiên đặc biệt là gặp những con người rất đáng yêu ở quốc gia rất là xinh đẹp và những cái nơi rất là thưởng ngoạn của thế giới mà chúng tôi đã được đi đến. Tôi được gặp gỡ công chúa của Thái Lan và dành thời gian với cô ấy. Chúng tôi đã được trải nghiệm sầu riêng tại Singapore. Và bạn biết không, chúng tôi cũng gặp gỡ những con người, họ đầy năng lượng, họ đầy sự nhiệt huyết của cuộc sống. Và đơn giản là những con người rất đáng yêu. Là một cái trải nghiệm rất tuyệt vời cho chúng tôi. Chúng tôi yêu thích nó ngay từ ngày đầu tiên. Cô Sandy, cô nhớ gì nào? Tôi rất biết ơn việc đã có cơ hội gặp gỡ những người phụ nữ Đông Nam Á. Tôi thậm chí còn có vinh dự được thực hiện một số hội nghị cho phụ nữ ở đó và vẻ đẹp mà họ sở hữu hoàn toàn tự nhiên và đi kèm với sự nhân hậu, tốt bụng và cả trái tim của Đông Nam Á. Bạn biết đấy, tôi rất rất ngưỡng mộ quỹ phẫu thuật tim dành cho trẻ em tại Đông Nam Á mà bạn đang tham gia. Có quá nhiều hoạt động hiến tặng và cứu sống trẻ em ở đây. Có nhiều trải nghiệm đẹp quá, rất nhiều mối quan hệ đầy màu sắc và phong phú. Và tôi muốn dành lời cảm ơn bạn vì đã trở thành một phần trong thế giới New Skin của tôi theo cách đó. Anh Steve, anh nhớ sao nè? Tất cả là tập trung về trải nghiệm thực phẩm. Tại vì nhiều hơn khi mà chúng tôi được ra ngoài, buổi tối cũng là nhân viên của New Skin. Thông qua một cái cửa sổ nhỏ, chúng tôi được quan sát New Singapore. Chúng tôi được ăn sầu riêng ngay tại quầy, được ăn cua, sốt ớt và sầu riêng. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là cái lần đầu tiên khi mà tôi được ăn, đó là các nhân viên của New Skin, họ lên kế hoạch. Tôi có phỏng vấn, chúng tôi gặp gỡ truyền thông, rồi sau chúng tôi sẽ ăn sầu riêng thoải mái. Tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác rùng rợn đó một chút ngay lúc này. Và họ nói với tôi là sẽ gặp những người phóng viên và như vậy sắp sửa xảy ra. Và họ nói rằng, đó thật là tuyệt vời, trải nghiệm rất là thú vị. Và thậm chí là người Mỹ có thể bị ngộ độc bởi sầu riêng nữa cơ. Và một trong những cái người phóng viên nói với tôi rằng là, chúng tôi hiểu rằng bạn đang được trải nghiệm cái sản phẩm đặc biệt nhất của quốc gia chúng tôi. Và khi mà bạn ăn nó, thực sự rằng là bạn cảm giác nó sẽ hơi đau khi mà chạm dạ, nó. Đúng rồi, nhưng ăn quay lại đúng không mà, bởi vì anh lỡ làm fan cứng của sầu riêng rồi đúng không mà, ăn quen rồi là không có dứt tôi được đâu. Tôi trở thành chuyên gia rồi, 6 lần thôi. Và lần thứ 6 khi mà tôi ăn sầu riêng, nó ngon thật sự. Nó ngon. Còn những lần năm lần trước thì ngon giống như măng cụt đúng không anh? Chính xác, thật sự là cái lần thứ 6 nếu không chúng vậy, tôi sẽ chúng phải, ta cần phải mời anh này về để ăn thêm lần thứ 6 để còn mê sầu riêng đúng không ạ? Từ những điều anh chị chia sẻ, chúng ta hiểu là sẽ luôn có khó khăn và nghịch cảnh đi kèm với việc khởi nghiệp và theo đuổi ước mơ. Và tôi chắc rằng tất cả mọi người đây đều hiểu về những rào cản và khó khăn, những thất bại mà họ đã trải qua nhưng chưa bao giờ bỏ cuộc. Và tôi thích như vậy. Xin hãy chia sẻ với đại gia đình Đông Nam Á của chúng ta một số lời khuyên khi gặp phải những rào cản trên con đường của mình được không ạ? Đối với tôi, thì các bạn đã có cái thuận lợi của những câu chuyện thành công ngày hôm nay mà bạn có thể noi gương theo. Và bạn biết rằng bạn sẽ đến đó đạt được kết quả giống như họ. Thời điểm chúng tôi không có được thuận lợi như thế đâu. Chúng tôi sẽ phải tìm kiếm mọi thứ từ trong bóng tối. Bạn có những câu chuyện thành công ngày hôm nay, bạn có thể nương theo, học hỏi theo, chứ không tập trung trong việc cải thiện, thay đổi cuộc đời của một người mỗi ngày. Và cuối cùng thì thật sự sẽ có rất nhiều người cũng được thay đổi bởi vì bạn đã cải thiện. Và tổ chức của bạn sẽ phát triển và để cho phép bạn tiến về phía trước thành công hơn, tạo dựng quyền thành công hơn, theo cách tốt đẹp hơn. Đừng bao giờ bỏ cuộc. Lời khuyên của tôi dành cho bạn trước hết là hãy tin vào sản phẩm, dùng sản phẩm. Nếu bạn tin tưởng sản phẩm thì sẽ dễ hơn để chia sẻ. Tiếp theo là tin vào chính mình, yêu bản thân mình, tin tưởng vào chính mình và biết rằng bạn làm được. Cuối cùng là, dù bạn làm gì, thì hãy làm với tất cả trái tim. Khi bạn chia sẻ sản phẩm với ai đó, hãy nghĩ đến lợi ích nó sẽ mang lại cho người đó. Khi bạn chia sẻ cơ hội với họ, hãy nghĩ đến những điều tuyệt vời có thể mang lại cho cuộc sống của họ. Và luôn nghĩ đến người khác trước rồi đưa ra lựa chọn. Hãy dùng yêu thương làm động lực. Bạn biết không, thành công trong New Skin thật sự là một cái hành trình rất là đặc biệt. Mỗi người thành công theo một cách cá nhân của họ. Bạn biết không, chúng ta phải phải tương tự về cái đội ngũ rất là kinh doanh hùng hậu của New Skin. Họ là những người nỗ lực chia sẻ với tất cả mọi người, tương tác với mọi người, chia sẻ điều tuyệt vời với tất cả mọi người. Và họ, tất cả họ được dẫn dắt, họ không hề đơn độc. Tổ chức của họ có thể sự thăng trầm trong hành trình kinh doanh, nhưng mà New Skin luôn luôn làm những điều tuyệt vời để mà hỗ trợ cho họ. Bạn biết không, trong những ngày khó khăn đó, chỉ nỗ lực thêm từng chút một đến bên cạnh những người yêu thương của các bạn. Trong những ngày khó khăn đó, hãy tìm đến họ, hãy dựa dẫm vào họ. Chúng ta sẽ có thể cùng nhau đến một thị trường, giúp đỡ lẫn nhau và làm nên những điều tốt đẹp.
Xin cảm ơn anh chị. Anh chị vẫn luôn là nguồn cảm hứng cho tất cả chúng ta tại New Skin. Tôi rất yêu thích được nghe anh chị chia sẻ những câu chuyện thật tuyệt vời. Xin gửi lời cảm ơn vì tất cả những chia sẻ này. Và trở thành một lực lượng làm những điều tốt đẹp thực sự là điều khiến New Skin trở nên vĩ đại. Vậy hãy đi sâu vào chủ đề này. Sứ mệnh của New Skin là trở thành một lực lượng làm vì những điều tốt đẹp trên toàn thế giới. Đây là sứ mệnh được phát triển như thế nào? Việc đó đã bắt rễ như thế nào và phát triển trên toàn thế giới ra sao? Mời anh Steve. Một trong những điều mà Black và Sandy nói với tôi khi mà tôi bắt đầu tham dự với New Skin chỉ sau một thời gian ngắn khi mà New Skin bắt đầu, đó là họ nói rằng cái ngành lĩnh vực kinh doanh bán hàng là khó và tất cả mọi người rất khó để mà có thể giữ được cái động lực của họ để làm những điều họ vẫn làm. Cho nên nếu chúng ta có thể gắn kết những gì họ đang làm với một cái sứ mệnh nào đó lớn hơn, nó lớn hơn cả cái lợi ích cá nhân của họ, thì mọi người sẽ bám víu lấy ước mơ đó, họ sẽ gắn kết với nó và thậm chí những ước mơ đó tiền không thể mua được, nó sẽ có những cái động lực rất lớn cho họ. Trên khi mà chúng tôi thiết lập New Skin không phải chỉ là kinh doanh kiếm tiền mà là đội ngũ làm việc nhiều điều tốt đẹp cho khắp thế giới. Xin cảm ơn Đông Nam Á, các nhà lãnh đạo Đông Nam Á, những người đã thực hiện cái sứ mệnh, cái tầm nhìn của đội ngũ làm việc nhiều điều tốt đẹp để xây dựng nên cái quỹ phẫu thuật tiên Đông Nam Á. Chúng tôi bắt đầu năm 1999 tại Đông Nam Á về quỹ phẫu thuật tiên cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh và ngày hôm nay đã giúp cho phẫu thuật hơn 13.500 trẻ em. Xin cảm ơn tất cả cái sự nỗ lực của tất cả các chị lãnh đạo. Và thông qua cái sự nỗ lực không ngừng trên khắp thế giới cùng với lại những tổ chức khác, chúng ta cùng nhau có thể giúp ít nhất là 3 sinh mạng được cứu sống mỗi ngày. Và chúng ta cần thiết lập mục tiêu, hy vọng đạt được 4 trong thời gian sắp tới. Chúng tôi khuyến khích tất cả các bạn hãy đóng góp, hãy cùng chung sức đóng góp 100 hoa hồng của mình để mà có thể thêm nhiều chị em khác bị bệnh tim bẩm sinh được cứu sống. Hãy nói với lại những video skill của chúng tôi nếu bạn muốn tham dự vào cái dự án này. Chúng tôi cũng đặc biệt cảm ơn cái quỹ sáng kiến nuôi dưỡng trẻ em, các đại sứ, người đã liên tục mua những cái bữa dinh dưỡng Vitamil mỗi một tháng. Chúng tôi biết rằng chúng tôi đã đạt tới cái cột mốc là 700 triệu bữa ăn dinh dưỡng được mua và được quyên góp trong suốt cái thời gian vừa qua, những năm vừa qua. Và ngày hôm nay thì chúng ta trung bình, bạn có thể tưởng tượng không ạ, 120.000 trẻ em được cung cấp dinh dưỡng mỗi ngày. Còn tôi tin tưởng rằng chúng tôi sẽ làm được nhiều hơn như thế nữa. Mục tiêu của chúng ta là hãy thiết lập 150.000 trẻ em mỗi ngày được không nào? Và đạt tới cột mốc là 1 tỷ bữa ăn rất sớm. Và tôi nghĩ rằng với mỗi cái sự đóng góp của gói Vitamil, mỗi một sự đóng góp của tất cả chúng ta, thì New Skin, quỹ phẫu thuật, đội ngũ làm về những điều tốt đẹp cũng sẽ đóng góp. Điều đó làm cho cái việc đóng góp của tất cả chúng ta mạnh mẽ hơn. Chứ hãy nỗ lực, hãy cho đi, hãy cùng thực hiện sứ mệnh, sở hành đội ngũ làm về những điều tốt đẹp trong cái phẫu thuật tim của chúng ta. Một lần nữa, thật đáng kinh ngạc và đầy cảm hứng cho tất cả chúng ta khi trở thành một phần của chương trình. Dù bạn là lãnh đạo kinh doanh hay nhân viên hay người sáng lập, điều quan trọng với chúng ta là phải có động lực để hướng thiện và trao quyền cho người khác trên toàn thế giới, giúp cho người khác tốt hơn một chút mỗi ngày thông qua việc chúng ta làm. Anh Steve, anh Blake và cô Sandy ơi, xin hãy chia sẻ nguồn cảm hứng hoặc nhận định rõ nhất mà mọi người đang có dành cho thị trường Đông Nam Á. Đây sẽ là một thông điệp đặc biệt dành cho thị trường Đông Nam Á từ những nhà sáng lập của chúng ta. Tôi muốn nhắc lại thông điệp mà Sandy vừa nói hồi nãy, đó là về tình yêu. Hãy nhớ rằng, bạn hãy tìm cách để cải thiện cuộc đời của người khác, tìm cách chia sẻ những điều tốt đẹp với mọi người, giúp cuộc đời của họ cải thiện từng chút một. Hãy tập trung vào điều đó, và cuối cùng thì bạn sẽ giúp được rất rất nhiều người. Và đó là cách mà bạn có thể tham dự vào tất cả những dự án từ thiện của chúng tôi, được thực hiện trên khắp thế giới. Và cuộc sống của bạn trở nên ý nghĩa hơn, tốt đẹp hơn, không phải chỉ bởi về cái cảnh tài chính mà là trở nên mãn nguyện hơn. Đó là một trong những điều mà tôi thực sự yêu thích ở tổ chức của chúng ta, là bạn có thể đến từ nhiều đội nhóm khác nhau như chúng ta cùng ở trong tổ chức này với nhau. Chúng ta đang trong quá trình trao quyền cho người khác, chia sẻ các sản phẩm giúp mọi người cảm nhận và trông đẹp hơn. Đây là món quà mà chúng ta có. Và chúng tôi khuyến khích bạn chia sẻ món quà này với từng người bạn gặp. Và quan trọng nhất, đừng bao giờ bỏ cuộc. Ai cũng sẽ có những ngày tồi tệ. Và những ngày tồi tệ đó, như anh Steve có nói, hãy gọi cho ai đó nhờ giúp đỡ. Bởi vì mọi người đều trải qua những điều bạn đang trải qua. Ai đó đã kinh qua điều đó trước đây và chúng tôi ở đây để trao quyền cho nhau. Chúng tôi yêu bạn và chúng tôi ở đây để hỗ trợ cho bạn. Tôi cầu chúc cho bạn những điều tốt đẹp nhất và tôi muốn tất cả các bạn đạt được mục tiêu và ước mơ của riêng mình. Tôi thì không có cái thông điệp nào mạnh mẽ hơn để nói về điều đó. Chúng ta là những con người, chúng ta là những thực thể có tình yêu. Và chúng ta được thiết kế bởi Thượng Đế để mà chăm sóc cho lẫn nhau. Trên thế giới này có rất nhiều những thách thức, rất nhiều khó khăn và đau khổ. Nhưng mà khi mà chúng ta mang đến sự quan tâm đến người khác trước tiên,
và chúng ta xây dựng mối quan hệ với họ từ tình yêu thương đó, họ sẽ phản hồi. Và khi đó bạn cũng sẽ phản hồi. Và đó là khi mà thành công sẽ đến. Cho nên đối với tôi, chúng ta hãy tập trung vào việc quan tâm đến người khác, phải làm những gì bạn đang làm, thì thành công của các bạn trong thế giới kinh doanh này sẽ thật sự là trọn vẹn đấy. À, được rồi. Xin hãy ngồi vững nha và hẹn gặp lại mọi người ở Provo vài phút nữa thôi. Xin chào. Xin cảm ơn thị trường Đông Nam Á rất nhiều. Mong rằng các bạn đã có thể cảm nhận được tình yêu và sự hỗ trợ mà những nhà sáng lập của chúng ta cống hiến trong suốt chặng đường dài này. Họ thật sự muốn bạn thành công, đạt được ước mơ của bạn và nâng đỡ người khác mỗi ngày khi bạn thành công. Và mọi người xin gửi lời cảm ơn đến các bạn một lần nữa. Chúc may mắn, chúc sự kiện tuyệt vời và một lần nữa xin gửi lời biết ơn trân quý đến tất cả những nhà sáng lập của chúng ta. Mời chị Natalie trở lại. Xin cảm ơn chị Ruth và tất cả những nhà sáng lập của chúng ta. Tôi mong là mọi người về nhà an toàn, nhất là vào lúc này. Và từ những gì mà những nhà sáng lập của chúng ta, anh Steve Lund đã nhấn mạnh về nỗ lực trở thành đội ngũ làm về những điều tốt đẹp với quỹ trái tim trẻ em Đông Nam Á. Xin mời xem video này. Quả thật, chúng ta đã tạo ra khác biệt to lớn cho cuộc sống của hàng ngàn trẻ em. Và chúng tôi muốn chân thành cảm ơn các nhà quyên góp 1% hoa hồng cho Quỹ Phẫu thuật Trái tim Trẻ em Đông Nam Á. Cả những nỗ lực ấm áp của chúng ta cũng sẽ không thể thực hiện nếu không có sự lãnh đạo của các thành viên danh dự trong Quỹ Phẫu thuật Trái tim dành cho trẻ em Đông Nam Á. Những nhà lãnh đạo này đã phục vụ 3 nhiệm kỳ liên tiếp và thực sự phục vụ của họ qua 6 năm đã mang lại cho họ danh hiệu thành viên Hội đồng Quản trị danh dự. Hãy cùng vinh danh tất cả các thành viên của chúng ta ngày hôm nay. Emily Yap and Chua Se Chin, Evelyn Lai and Jonathan Chong, Jackie and Dr. James Chia, Joe Wiramaja and Helena Lee, Casey Kang and Willing Tan, Lani Sutiarto and Ronnie Suprayogi, Mary Tan, Monica Lam and Ambassador Heron, Patarawan and Piche Sukaniwad, Pax and Gina Pakulaba, Selenium Chai and Neo Po Lim, Buk Nye, Nop An and Nam Phong, Trin and Jirawan Pichaydi, Fitboyo Yumranun and Pacharipan Satabanasu, Yusanida and Insignor Abhi Purdy.
We also have our current và chúng tôi cũng vinh dự mời được các thành viên hội đồng quản trị hiện tại và đang hoạt động. Ngoài khoản đóng góp 1% của họ, những đại sứ này tiếp tục nâng cao nhận thức, khuyến khích đại diện thương hiệu trở thành nhà tài trợ 1% hoa hồng, tham gia các cuộc họp hội đồng quản trị, đề xuất các chiến dịch và hợp tác với các nhà hảo tâm để quảng bá cho quỹ phẫu thuật tim dành cho trẻ em Đông Nam Á tại thị trường tương ứng. Và chúng ta đang có and Oliver Lim, Penny Juwita Santosa and Agong Santosa, Hilda Pang, Paula and An Pham, Lillian Ong, Marlon and Josephine Ilagan, Rapasit Satsinopagon and Duan Han Somponta Wigun, Rajatawan Inka Wimansi and Son Sida Tien Pagun, Sahatak and Pakagon Mutitawat, Sunny Himawan, Lê Thông and Du Han. Xin gửi lời cảm ơn chân thành và trang trọng nhất đến tất cả các anh chị tài trợ và lãnh đạo Đông Nam Á. Những nỗ lực của chúng ta sẽ không thể thực hiện nếu không có những tấm lòng nhân ái của các anh chị về sự nghiệp lớn lao của chúng ta. Và bên cạnh quỹ phẫu thuật trẻ em dành cho quỹ phẫu thuật trái tim dành cho trẻ em Đông Nam Á, anh Stephen cũng đề cập đến sáng kiến nuôi dưỡng trẻ em của chúng ta áp dụng các nguyên tắc kinh doanh để giải quyết bền vững và hiệu quả vấn đề cứu đói cho trẻ em. Xin mời mọi người xem video sau đây. Hãy tưởng tượng thế giới với những trẻ em sẽ được sống tốt đẹp thế nào khi mà có đủ dinh dưỡng. Quỹ sáng kiến nuôi dưỡng trẻ em được thành lập năm 2002 với sự đam mê và với sự hào phóng của tất cả các nhà hảo tâm giúp đỡ cả châu Phi, Trung Quốc, Đông Nam Á và ở cả Nam Phi cho tất cả những trẻ em có cơ hội được có đủ dưỡng chất. Đó là một trong những cột mốc tuyệt vời mà chỉ mới bắt đầu. Hãy tiếp tục thay đổi thế giới cùng nhau, một bữa ăn từng trẻ em mỗi ngày. Ở New Skin, chúng tôi nỗ lực. Khi chúng tôi gặp phải những thách thức thì chúng tôi đưa ra những cái giải pháp tuyệt vời và lâu dài. Quỹ sáng kiến nuôi dưỡng trẻ em mang đến nụ cười cho tất cả trẻ em sinh dưỡng ở khắp nơi trên thế giới. Mỗi một ngày, chúng tôi truyền cảm hứng cho 120.000 trẻ em và nuôi sống trẻ em với Vitamil và mang đến những giáo dục cho những quốc gia nghèo khó. Và sự phát triển của mỗi khu vực mà chúng tôi đã giúp đỡ cũng sẽ được phát triển vững bền thông qua sự thay đổi về những hoạt động cộng đồng, những chương trình giáo dục. Cho dù bạn đóng góp gói 10 bữa ăn Vitamil hay là 30 bữa ăn, thì mỗi đóng góp của chúng ta đều sẽ được kết hợp cùng với lại quỹ đội ngũ làm việc những điều tốt đẹp của New Skin. Hãy cùng nhau thay đổi thế giới. Một bữa ăn từng đứa trẻ mỗi ngày. Và quả thật, những hành động nhỏ tử tế của anh chị đang liên tục thay đổi thế giới. Cùng với đó, chúng tôi muốn vinh danh các đại sứ nuôi dưỡng trẻ em ở Đông Nam Á, những người đã cam kết tặng ít nhất 4 túi Vitamil mỗi tháng trong 2 tháng và đã truyền cảm hứng cho nhiều người khác khi vừa tham gia quyên góp thêm 12 túi mỗi tháng. Và dưới đây là các đại sứ cho quỹ nuôi dưỡng trẻ em của chúng ta. Now, each 12 consecutive months that a brand affiliate or customer contributes. Và giờ đây cứ sau 12 tháng liên tục sẽ có một nhà liên kết thương hiệu hoặc khách hàng tiếp tục quyên góp với đại sứ cũng. Và đó là một năm được sống nữa của những trẻ em được nuôi dưỡng. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các đại sứ dài hạn của chúng ta. Trưởng đại sứ của quỹ nuôi dưỡng trẻ em đa nhiệm kỳ là người trực tiếp bảo trợ cho ba tuyến dưới trở thành đại sứ. Bây giờ, để trở thành trưởng đại sứ đa nhiệm kỳ, bạn phải duy trì danh hiệu trưởng đại sứ trong 12 tháng liên tục. Kính thưa quý vị,
trưởng đại sứ đa nhiệm kỳ của Quỹ nuôi dưỡng trẻ em của chúng ta là và New Skin đã tạo ra sự khác biệt vượt trội với hơn 700 triệu suất ăn được phân phát cho trẻ em sinh suy dinh dưỡng trên toàn cầu. Và điều này sẽ không thể thực hiện được nếu không có tinh thần dám nghĩ, dám làm và niềm đam mê của anh chị đối với các sáng kiến của chúng tôi. Một lần nữa xin cảm ơn. Và Đông Nam Á ơi, chúng ta cùng chào đón tiếp theo chính là người lãnh đạo đứng sau các chiến lược tăng trưởng liên tục của công ty. Xin tất cả hãy dành sự chào đón nồng nhiệt nhất cho Chủ tịch và Giám đốc điều hành được bầu chọn của New Skin Enterprise, anh Ryan Nabirsky. Hey Natalie, thanks so much. Xin chào Natalie. Xin cảm ơn rất nhiều và cảm ơn các thành viên đại gia đình Đông Nam Á của chúng ta. Tôi rất là trân trọng cái cơ hội đặc biệt này để gặp các bạn. Xin cảm ơn. Tôi hy vọng rằng tất cả các bạn đã hướng về tương lai để sẵn sàng để chúng ta hướng đến những gì tôi muốn chia sẻ chúc mừng thành tựu các bạn ngày hôm nay. Chúng tôi muốn chia sẻ về tương lai để hướng khởi. Nhưng mà trước khi tôi chia sẻ về điều đó, tôi muốn chúc mừng các thành tựu của các bạn trong năm vừa qua. Mặc dù chúng ta đã không ngừng phát triển và thay đổi qua mỗi năm, nhưng mà chúng ta vẫn giữ vững cái mục tiêu chung từ ngày đầu tiên của New Skin được thành lập từ năm 1984. Chúng ta kinh doanh dựa trên sự trao quyền cho mỗi cá nhân thay đổi cuộc đời của họ. Suốt những năm tháng mà tôi làm việc tại New Skin, tôi đã có dịp được lắng nghe và được chứng kiến vô số những câu chuyện chuyển đổi cuộc đời từ những con người ở New Skin tại khắp mọi châu lục trên thế giới. Với những khát khao thay đổi diện mạo và cái cảm nhận để được sống tốt đẹp hơn mỗi ngày. Trong những năm đó, tôi tập trung vào sự cải tiến những cái thiết bị chăm sóc da làm đẹp tại nhà, những dòng sản phẩm và cái cách thức mà khách hàng lựa chọn giúp tất cả chúng ta có thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng của mình. Ngày hôm nay tôi đặc biệt hào hứng hơn nữa về khám phá vĩ đại sắp tới được gọi là Empower Me, một cái chiến lược mang đến sản phẩm cá nhân hóa cho mọi người. Chúng ta khởi đầu trước đây bằng sự ra đời của chương trình chăm sóc cá nhân hóa sản phẩm chăm sóc da với thiết bị mang tên Unlock Me vào năm 2015. Sản phẩm này mang đến giải pháp chăm sóc da cá nhân hóa dựa trên các kết quả đánh giá da cụ thể của từng người. Và iSlot đã nhanh chóng trở thành sản phẩm nổi bật trong lĩnh vực làm đẹp. Năm vừa qua, chúng ta đã giới thiệu đến thế giới công nghệ đánh giá da cá nhân hóa Vera. Đây là một trong những cái ứng dụng tích hợp trí tuệ nhân tạo để khuyến nghị những giải pháp sản phẩm phù hợp cho từng cá nhân. Và những cái tiếng này được dựa trên những cái nền tảng chiến lược Empower Me. Và tôi rất là tự tin và hào hứng vào những sản phẩm hiện tại và những sản phẩm trong tương lai mà chúng ta sắp được tung ra trên thế giới để phát triển cái nền tảng khoa học và công nghệ. Tôi muốn đặc biệt cảm ơn tất cả các cá nhân chúng ta về sự nỗ lực chăm chỉ và sự cam kết cao độ hơn nữa cuộc đời của tôi để gắn kết cùng với sứ mệnh sống để trao quyền cho mọi người để cải thiện cuộc sống của mọi người. Có rất nhiều điều tuyệt vời và ý nghĩa mà chúng ta có thể sắp tới làm sắp tới. Tôi không nghĩ rằng là một cách nào khác để sử dụng thời gian ý nghĩa hơn là việc chúng ta sẽ giúp đỡ người khác khai phá phiên bản tuyệt vời của họ. Đó là sứ mệnh của tất cả chúng ta. Xin cảm ơn tất cả các bạn, đại gia đình New Skin Đông Nam Á. Rất vinh hạnh được là một phần của môi trường kinh doanh này và là một phần của đại gia đình New Skin. Và tôi hy vọng rằng một ngày gần nhất thì chúng ta sẽ có thể được gặp lại nhau trực tiếp. Và tôi mong chờ những thành tựu của tất cả các bạn trong những tháng còn lại của năm 2021. Và cũng đừng bao giờ quên rằng New Skin chính là tất cả chúng ta và đại gia đình New Skin sẽ luôn là chủ dựa để động viên tất cả chúng ta. Và trước khi mà tôi chào tạm biệt tất cả các bạn, thì tôi xin giới thiệu đến các bạn, Connie Tang chính là Phó Chủ tịch Điều hành kiêm Giám đốc Phụ trách Phát triển và Trải nghiệm Khách hàng Toàn cầu. Cô ấy vừa tham dự vào tập đoàn New Skin chúng ta. Connie và tôi thì đã quen biết nhau nhiều năm trong ngành hiệp hội bán hàng trực tiếp Hoa Kỳ. Và Connie là một ngôi sao trong ngành. Cô ấy thích lĩnh vực bán hàng trực tiếp và mọi hoạt động liên quan đến khả năng trao quyền và thực hiện cơ hội mà chúng ta đã thực hiện. Không chỉ cho các nhà liên kết thương hiệu, mà cho khách hàng, mà còn cho cả đại gia đình New Skin đa sắc màu của chúng ta. Connie đã từng là giám đốc điều hành trước khi gia nhập vào New Skin. Và bản thân tôi mong chờ sự gia nhập của những lãnh đạo với bề dày kinh nghiệm để giúp đại gia đình chúng ta gia nhập, cải tiến New Skin trở nên hoàn hảo hơn nữa. Nhưng mà điều tôi trân trọng nhất của cô ấy chính là sự cam kết sắt đá của cô ấy trong quyết tâm chuyển đổi bất kỳ tổ chức kinh doanh nào để kiến tạo những điều vĩ đại giúp chúng ta trao quyền cho mọi người. Tôi rất là phấn khởi về tương lai và những gì chúng tôi phải làm cùng nhau để phụng sự cùng nhau. Và bây giờ tôi xin phép được mời Connie. Xin chào New Skin Đông Nam Á và cảm ơn anh Ryan vì những lời có cánh vừa qua. Tôi rất hào hứng khi có mặt ở đây hôm nay. Và tôi hy vọng tất cả các bạn đang rất vui vẻ,
luôn khỏe mạnh và bình an. Mặc dù tôi mới chỉ là một phần của gia đình New Skin trong thời gian ngắn thôi, tôi rất ngạc nhiên và vinh dự bởi tất cả các bạn vì đã nhanh chóng khiến tôi cảm thấy được chào đón. Xin cảm ơn lắm. Và tôi đã xây dựng sự nghiệp hơn 30 năm nay, cống hiến cho việc trao quyền cho mọi người trên khắp thế giới. Tôi đã điều hành các thị trường toàn cầu, mở ra các thị trường mới, điều hành các công ty tư nhân, kiến tạo các thương hiệu mới và nhiều hơn nữa. Nhưng sau tất cả, tôi học được rằng, bất kể điều khiến chúng ta trở nên độc đáo hay khác biệt là gì, một điều luôn đúng với tất cả chúng ta là trao quyền là nhu cầu lớn nhất trên thế giới. Ai cũng muốn có một cơ hội cải thiện cuộc sống của mình, bạn đồng ý không? Mô hình kinh doanh của chúng ta là lực lượng kinh tế và công cụ bình đẳng cho tất cả mọi người, dù đó là thông qua các sản phẩm chất lượng cao, mang lại hiệu quả như đã hứa, hay cơ hội để trở thành một phần của cộng đồng lớn. Chúng ta là một gia đình được xây dựng trên việc nâng đỡ lẫn nhau. New Skin trao quyền cho mọi người thay đổi cuộc sống của họ tốt đẹp hơn, trở thành phiên bản tốt hơn của chính họ và nhận ra rằng tiềm năng thực sự của họ. Sứ mệnh của New Skin là trở thành đội ngũ làm vì những điều tốt đẹp trên toàn thế giới bằng cách trao quyền cho mọi người, cải thiện cuộc sống, thông qua các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp cải tiến, một nền tảng cơ hội kinh doanh liên kết độc đáo và mang đậm tính văn hóa, là một yếu tố thực sự quan trọng trong quyết định tham gia New Skin của tôi. Khía cạnh trao quyền trong sứ mệnh và tầm nhìn của New Skin tương thích mạnh mẽ với sứ mệnh và tầm nhìn của cá nhân tôi. Và kết nối với mọi người từ tất cả các nền tảng khác nhau, cũng như hy vọng mang lại cảm giác trao quyền là triết lý đã xây dựng sự nghiệp và là điều tôi vô cùng đam mê. Và đó là nơi mà tôi rất tự hào khi được thuộc về và điều đó đã tạo nên tôi như ngày hôm nay. Tôi sinh ra ở Hồng Kông, lớn lên ở thành phố New York. Mặc dù tôi cảm thấy may mắn khi lớn lên trong một khu dân cư đa dạng như vậy ở phía đông Manhattan, nhưng tôi thực sự không có nhiều hình mẫu để nhìn hoặc nghe như thể tôi như vậy để tôi noi theo. Không có nhiều người giống tôi. Tôi có đặc ân được học hỏi từ những người rất khác biệt với tôi. Điều này giúp tôi liên tục trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình bằng cách đón nhận sự đa dạng. Đó là một phần thú vị trong việc học hỏi và ai mà biết rằng đó sẽ là nền tảng cho khả năng thích ứng của tôi cũng như công việc phát triển khách hàng và doanh nhân toàn cầu trong tương lai. Đâu đoán được nè, tôi được dạy cách yêu thương mọi người ở mọi tầng lớp xã hội, được làm việc, lắng nghe và dành thời gian cho mọi người, hiểu được giá trị của việc xây dựng các mối quan hệ để trao quyền cho người khác. Và trong suốt những trải nghiệm của mình, tôi đã học được là cách luôn đặt nhu cầu của mọi người lên hàng đầu, luôn luôn là như vậy, trong lúc tìm cách mang đến sự xuất sắc đẳng cấp cho đến thế giới. Đây là động lực đằng sau điều mà chúng ta gọi là trải nghiệm khách hàng và nỗi ám ảnh của khách hàng. Tất cả xoay quanh của việc lắng nghe và cung cấp các giải pháp dựa trên nhu cầu của mọi người. Chúng tôi liên tục đổi mới và cách làm kinh doanh, cách chúng tôi cung cấp cho bạn những trải nghiệm cá nhân độc đáo và cá nhân, cách chúng tôi giúp bạn tiến hành công việc kinh doanh và cách chúng tôi trao quyền cho bạn để khám phá phiên bản tốt nhất của mình. Những gì chúng tôi đang hướng tới trong kỷ nguyên mới này là phát triển và xây dựng một ý thức, gần như là sự tỉnh thức hoặc nhận thức tập trung vào chính bạn. Khi chúng tôi nỗ lực quảng bá cho hoạt động kinh doanh thông qua chiến lược trao quyền, chúng tôi tập trung vào việc giúp bạn đạt được những mức độ thành công mới. Chúng tôi đang nhắm đến khi thông qua chiến lược Empower Me của mình cùng các công cụ và sản phẩm kỹ thuật số sáng tạo như Vira và ứng dụng MySight, chính là cung cấp khả năng tiếp cận nhiều hơn cho nhiều cá nhân hơn để gặp gỡ mọi người hiệu quả hơn từ nơi họ và cung cấp giải pháp cần thiết bằng cách kết hợp sức mạnh tổng hợp của trí tuệ nhân tạo và máy học. Do đó, cho phép bạn trở thành nhà cung cấp và quản lý kinh doanh tốt hơn và nhạy hơn. Chúng ta càng có nhiều khả năng làm được điều đó, thì chúng ta càng có thể tiếp cận và tác động được nhiều người hơn. Thế giới đã thay đổi rất nhiều kể từ những ngày đầu của New Skin, đồng ý không ạ? Và của ngành bán hàng trực tiếp nữa. Thương mại điện tử, nền kinh tế kiết và thương mại xã hội đã tạo ra sự gián đoạn lớn cùng rất nhiều cơ hội lớn.
động lực kinh doanh và sở thích mua hàng của người tiêu dùng đã thay đổi. Cách chúng ta mua và cách chúng ta bán sản phẩm cũng thay đổi theo. Các công ty đã chấp nhận thương mại xã hội đang bắt đầu trải nghiệm những gì họ gọi là một sự tăng trưởng mới, gần như một thời kỳ phục hưng. Và tại New Skin, chúng ta tìm động lực thay đổi và đang phát triển để mở rộng cách trao quyền cho bạn. Và tôi muốn tất cả các bạn cùng tham gia cuộc hành trình này với chúng tôi. Không sao nói hết được với bạn rằng tôi vui mừng và tự hào nhiều thế nào về những điều tuyệt vời mà chúng ta đã đạt được. Và tôi biết, cùng nhau, chúng ta có thể đạt được những cột mốc lớn hơn nữa khi tất cả chúng ta đều nỗ lực để biến New Skin trở thành công ty chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp sáng tạo hàng đầu thế giới, được hỗ trợ bởi nền tảng cơ hội liên kết năng động. Sứ mệnh của chúng ta là trao quyền cho bạn, khả năng của bạn trong việc đem đến các giải pháp chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp sáng tạo để mở rộng cơ hội hữu ích cho các thành viên trong đội nhóm và kiến tạo một nền văn hóa phong phú cho khách hàng và đối tác của bạn, trong lúc tầm ảnh hưởng của bạn cũng sẽ tăng lên theo đó. Bạn nắm giữ bí quyết thành công trong lĩnh vực kinh doanh này. Bạn là vũ khí bí mật rất quan trọng. Bạn không chỉ tạo ra sự khác biệt, bạn chính là sự khác biệt. Cuối cùng, tôi muốn chia sẻ với bạn 8 chìa khóa để khởi nghiệp thành công. Tôi đã phát thảo những điều này một cách chi tiết trong cuốn sách của mình Sống Không Sợ Hãi, 8 giá trị thay đổi cuộc đời để thành công đột phá. Tôi viết cuốn sách này với hy vọng truyền cảm hứng và thu hút mọi người nghĩ về điều đang kìm hãm họ trong cuộc sống và cách họ có thể vượt qua những trở ngại đó trong bất kỳ lĩnh vực kinh doanh nào, đặc biệt là trong lĩnh vực làm chủ. Có nhiều thách thức đi kèm với thành công. Những thách thức lớn nhất là những thách thức mà bạn đang đặt ra ngay trước mặt bạn và gặp nó thường xuyên. Thường là biến thể từ những nỗi sợ hãi, sợ thất bại, sợ không biết, sợ mình không đủ giỏi. Và khi bạn cố gắng vượt qua những thử thách để vượt qua giới hạn của bản thân, đạt được mục tiêu, hãy nhớ 8 điều sau. Quyết tâm, trách nhiệm, tập trung vào kết quả, đam mê, hợp tác, nhanh nhẹn, tôn trọng và lòng trắc ẩn. Những kỹ năng và giá trị này là những điều bạn có thể thực hành và thành thạo, là chìa khóa để chúng tôi vượt qua những trở ngại và chìa khóa để mở ra sức mạnh cho sự thay đổi trong cuộc sống cho bạn và cho người khác. Tôi rất vui mừng được trở thành một phần của hành trình này và hành trình của bạn hướng tới thành công. Tôi đam mê những gì tôi đang làm và háo hức với kỷ nguyên mới. Xin cảm ơn vì đón tiếp nồng hậu và tôi mong chờ ngày mà chúng ta được gặp tận mặt nhau. Chúc cho sự kiện thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn. Chà, đó là những chia sẻ thực sự truyền sức mạnh và đầy cảm hứng, thưa cô Connie và anh Brian. Cảm ơn anh chị vì đã xây dựng niềm tin cho chúng ta với New Skin. Mọi thứ về công ty thực sự tràn đầy sinh lực và mọi người cảm thấy phấn khích với những với chia sẻ vừa rồi không? Hãy để lại bình luận empowering nếu bạn thấy lòng nhiệt thành và sự phấn khích của mình được khơi dậy tại New Skin được không ạ? Và kính thưa quý vị, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về những kỳ vọng kỹ thuật số trong tương lai. Và người đàn ông phù hợp nhất để chia sẻ về nó sẽ xuất hiện ngay sau đây. Cho phép tôi đôi lời giới thiệu về anh. Anh là lãnh đạo trong tập đoàn từ nhóm phát triển toàn cầu vào trải nghiệm khách hàng. Anh là chủ tịch của New Skin Bắc Mỹ, chịu trách nhiệm dẫn dắt sự phát triển kinh doanh đang diễn ra ở Canada, Hoa Kỳ và châu Mỹ Latin. Xin mời anh Justin Kiesel. Wow, that was fun. Thật là vui. Xin cảm ơn Natalie. Cảm ơn lời giới thiệu rất là nồng nhiệt của cô. Và xin chào các thành viên đại gia đình Đông Nam Á. Tôi rất là hào hứng để có mặt cùng với các bạn ở đây ngày hôm nay. Tôi dành một ít thời gian Đông Nam Á trước đây và tôi rất yêu thích vùng lãnh thổ này. Tôi yêu thích con người, thực phẩm và văn hóa và tôi rất hạnh phúc được có mặt cùng các bạn ngày hôm nay. Và tôi chỉ mong đợi rằng chúng ta được gặp gỡ nhau trực tiếp rất là nhanh chóng, phải không ạ? Và khi bạn đã được giới thiệu, tôi tên là Justin Kiesel và tôi chính là tổng giám đốc của thị trường Bắc Mỹ. Và tôi làm việc phụng sự cho New Skin trong gần 16 năm. Và tôi rất yêu tập đoàn này. Và tôi đặc biệt yêu thích tất cả những người làm việc cùng với tôi là những người rất tuyệt vời giống như tất cả các bạn.
khi mà chúng ta cùng nhau hợp tác với mỗi cá nhân các bạn, cũng như khát khao mà để được làm việc cùng nhau thực hiện sứ mệnh chung, trao quyền cho mọi người và cải thiện cuộc sống thông qua sản phẩm và cơ hội kinh doanh. Đó chính là điều tuyệt vời nhất giúp tôi làm việc hết mình mỗi ngày. Thật là hào hứng khi mà nhận ra rằng là bản thân ta còn rất nhiều tiềm năng mà chưa hề được khai phá. Điều đó có nghĩa rằng là hàng tỷ người ngoài kia đang muốn và đang cần gì chúng ta đang có. Chúng ta rất may mắn trong những năm vừa qua và được chứng kiến sự tăng trưởng trên khắp khu vực phía Tây. Thật ra thì chúng tôi đã đạt được kỷ lục trên 15 thị trường. 15 thị trường. Những kỷ lục mà chúng tôi đã đạt được trong hàng thập kỷ trước đó. Tiêu thụ sản phẩm tăng cao tại khu vực ở phía Tây thông qua các nhà lãnh đạo xuất sắc, mang đến sự tăng trưởng rất lớn về số lượng khách hàng. Trên thực tế thì chúng tôi vừa có một tháng với cái lượng khách hàng hoạt động nhiều nhất từ trước đến nay tại thị trường Hoa Kỳ. Và đó là cái tháng ấn tượng nhất. Đó là một cái số lượng khách hàng trung thành mới đáng kinh ngạc. Họ đã mua hàng trong hàng tháng. Cái sự tăng trưởng khách hàng đó rất thú vị và đã dẫn đến mức tăng trưởng ở khu vực Hoa Kỳ là đến 338% với lực lượng các nhà liên kết thương hiệu mới. Họ nộp lo để bắt đầu kinh doanh. Và điều này thì cuối cùng đã dẫn đến mức tăng trưởng kinh doanh và doanh số bán hàng lên đến 75%. Có rất nhiều điều tuyệt vời đang xảy ra và tôi rất biết ơn về sự hợp tác của chúng tôi với các nhà lãnh đạo và những người đang hợp tác cùng nhau làm cho tất cả những điều đó trở thành hiện thực. Có rất nhiều người hỏi chúng tôi là điều gì tạo nên những kết quả to lớn như thế này. Tôi đã nghĩ về điều này và chắc chắn không chỉ là một nhân tố mà là sự hội tụ của những con người, những sáng kiến đến với nhau theo những cách được xây dựng và hỗ trợ lẫn nhau. Và tất cả những chúng tôi nghĩ về điều này và xem xét thông tin và có thể giúp các bạn như thế nào trong việc đạt được mục tiêu cho tổ chức kinh doanh Juskin của riêng bạn. Và tôi nghĩ rằng nó có ba yếu tố mà tôi tin là tác động nhất cho việc tạo ra sự hội tụ này. Và tôi sẽ nói về ba yếu tố đó. Thứ nhất, đó là tài nguyên con người, đặc biệt là các nhà lãnh đạo kinh doanh của tất cả chúng ta. Thứ hai là liên tục đầu tư và chuyển đổi sang các công cụ kỹ thuật số. Và thứ ba chính là sự tăng tốc của mạng xã hội. Tôi muốn dành một phút để chia sẻ với các bạn một số quan điểm về mỗi yếu tố này đã đóng góp vào sự phát triển của chúng ta. Và tôi khuyến khích bạn xem xét điều này có thể ảnh hưởng đến kinh doanh của bạn phát triển như thế nào trong công việc kinh doanh của riêng mình. Một lần nữa, yếu tố đầu tiên chính là con người của chúng tôi. New Skin luôn là như vậy và sẽ luôn hướng về con người. Dù là trao quyền cho mọi người thông qua các sản phẩm giúp họ cải thiện sức khỏe và vẻ đẹp tổng thể của họ, hay là trao quyền cho mọi người cơ hội kinh doanh giúp họ cải thiện triển vọng tài chính của mình, hay là mang mọi người trở thành một phần của một cái cộng đồng phong phú và nhân văn, New Skin luôn luôn hướng về con người. Luôn luôn về con người. Trong những năm vừa qua thì tài nguyên con người của chúng tôi, những người lãnh đạo giống như tất cả các bạn, đã nâng cái điều này lên một tầm cao khác. Và chúng tôi đã nỗ lực cùng nhau theo những cách mà chưa từng hề làm trước đây để chia sẻ nhiều sản phẩm hơn, giới thiệu cho nhiều người biết hơn về cái cơ hội New Skin hơn bao giờ hết. Chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ không bao giờ quên cái phần quan trọng nhất trong công việc kinh doanh của chúng tôi, chính là con người. Đó là kinh nghiệm của tôi khi mà tôi tập trung vào con người, chứ không phải vào những thứ như là yêu cầu kinh doanh doanh số tối thiểu hay là thành tích danh hiệu. Chúng tôi tìm thấy cái niềm vui lớn hơn trong hành trình này. Cái điều thú vị mà tôi quan sát được trong những năm qua là khi bạn tập trung vào con người và nhu cầu của họ, thì các yếu tố khác như kinh doanh, như doanh số, như danh hiệu, nó sẽ tự đạt được. Dù sao tôi nghĩ rằng các bạn cũng sẽ đồng ý, đúng không nào? Tôi nghĩ các bạn sẽ hiểu được thông điệp đó của tôi. Và cái yếu tố thành công thứ hai, đó là nắm bắt và tận dụng các công cụ và nền tảng kỹ thuật số. Đối với chúng tôi đảm bảo với các bạn rằng chúng tôi cam kết trao quyền cho bạn để đạt được mọi thứ mà bạn muốn đạt được cho mục tiêu của mình. Chúng tôi đang đầu tư rất mạnh vào các cái công cụ và các trải nghiệm kỹ thuật số để chúng ta có thể nâng cao cái khả năng cung cấp trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng và các thành viên trong tổ chức kinh doanh của các bạn, để hơn hết là cải thiện và mang lại sự phát triển vững bền cho tổ chức kinh doanh của bộ lãnh đạo ở đây. Chúng tôi được truyền cảm hứng và được khuyến khích bởi các xu hướng thành công ở Bắc Mỹ khi mà chúng tôi triển khai các công cụ kỹ thuật số để hỗ trợ, và khi thấy rằng 90% hoạt động kinh doanh của chúng ta hiện tại phải được tiến hành trực tuyến. Và chúng tôi đã thấy mức tăng trưởng 4.000% cho việc sử dụng công cụ trực tuyến trong năm vừa qua. Và đó, tốc độ đó thì chưa có dấu hiệu chậm lại. Điều mà tôi thích là nhóm kỹ thuật số của chúng tôi hiện đang làm việc trên nền tảng ưu tiên thiết bị di động. Và nền tảng này sẽ nâng cao hơn nữa những trải nghiệm kỹ thuật số cho bạn và cho các đại diện thương hiệu của chúng tôi, cũng giống như các nhà liên kết thương hiệu và khách hàng của tất cả chúng ta. Tôi nghĩ rằng bạn sẽ thích nó. Yếu tố thứ ba mà tôi mang đến sự tăng trưởng chính là do sự tăng trưởng của thương mại kết nối trực tuyến. Ở New Skin luôn hướng tới sự kết nối cá nhân với tất cả con người. Chúng ta đã tăng trưởng trong 36 năm vừa qua. Những cái công cụ thật sự là tăng tốc cái kết nối kinh doanh của chúng ta để kết nối với con người, đúng không nào? Công cụ này đã nâng cao mức độ tương tác của
bạn phát hành tiềm năng với những người tìm kiếm cơ hội mới. Với vai trò là một người lãnh đạo, chúng ta đã quen thuộc với cách xây dựng công việc kinh doanh giữa người với người. Và những gì chúng ta đang thấy bây giờ là khả năng mở rộng quy mô hơn nhiều bằng cách chúng ta áp dụng những đặc tính của lãnh đạo, xây dựng đội nhóm, các nguyên tắc thu hút khách hàng thông qua thương mại kết nối mạng xã hội, thông qua các nền tảng kỹ thuật số và thiết bị di động. Tôi không nghi ngờ gì nữa rằng điều này sẽ tiếp tục phát triển và chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư. Đồng thời, nó sẽ nâng cao và phát triển kinh doanh của mỗi người chúng tôi trong những thập kỷ tới. Tôi muốn chia sẻ với các bạn nhanh về câu chuyện thành công của Andrew Calendron và sự tác động của công cụ kỹ thuật số và thương mại kết nối mạng xã hội đối với kinh doanh của cô ấy trong năm ngoái. Andra được chứng nhận là một huấn luyện viên trong cuộc sống với cái niềm đam mê là trao quyền cho phụ nữ. Sau khi mà cô ta sinh đứa con gái thứ hai vào năm ngoái, thì cô ấy sẽ tìm kiếm một cái thứ gì đó sau sinh và cô ta đến với lại cơ hội của tiếp cận sản phẩm của Nu Skin. Cô ấy bắt đầu yêu những sản phẩm mình đã trải nghiệm và trở thành một trong những khách hàng trung thành của Nu Skin. Thời gian trôi qua thì cô ta thấy cái tần suất nhận được các câu hỏi từ những thành viên trong gia đình, từ mọi người trên mạng xã hội về sản phẩm mà cô ấy đang sử dụng. Và cuối cùng thì bạn biết không, cô ấy đã nói chuyện với lại người tuyến trên đại diện thương hiệu và hỏi về mô hình kinh doanh của Nu Skin và cách nó hoạt động như thế nào. Khi cô ấy nghe về sứ mệnh của Nu Skin cùng xây dựng kinh doanh, và Andrew lại càng yêu Nu Skin hơn, và tiềm năng cơ hội này sẽ mang lại cho cô ấy cái cơ hội gặp gỡ nhiều phụ nữ mạnh mẽ và chăm chỉ. Trên Andrew đã đạt giám đốc đối tác điều hành thương hiệu và trở thành chủ tịch đối tác thương hiệu cho chuyến đi London vào năm 2021, và cô ấy đang trên đà xét chuẩn cho danh hiệu chủ tịch đối tác thương hiệu bạch kim 4 sao. Andrew là một ví dụ rất tuyệt vời về sức mạnh của thương mại kết nối xã hội và bằng chứng rằng Nu Skin thực sự là nền tảng kỹ thuật số tốt nhất. Cách đây vài tuần mà Andrew tham gia chuyến thưởng thưởng và gặp gỡ các thành viên của cô ấy, 17 thành viên trực tiếp, một cái chuyến đi mà lần đầu tiên họ mới được gặp gỡ các thành viên của mình đấy các bạn. Phải nói rằng là chính xác là công cụ kỹ thuật số và thương mại kết nối xã hội đã cho phép cô kết nối và dẫn dắt những thành viên trong nhóm mà thậm chí cô chưa từng gặp mặt cho đến chuyến đi gần đây. Tôi yêu công việc các bạn đang làm và cách các bạn gắn kết mọi người lại với nhau. Chính các bạn, chính đội ngũ làm về những điều tốt đẹp, kinh doanh tận tâm, trao quyền và luôn mang lại động lực thúc đẩy cho tất cả mọi người là chìa khóa then chốt mang đến thành công của Nu Skin. Khi mà chúng tôi đầu tư vào các mô hình thương mại kỹ thuật số và mô thức kinh doanh mới, thì chúng tôi biết rằng khoản đầu tư vào tài sản quan trọng nhất chính là các bạn, tài sản con người. Chúng tôi luôn tập trung vào yếu tố con người trong hoạt động kinh doanh là lợi thế cạnh tranh duy nhất của chúng ta, và mô hình kinh doanh của chúng ta bắt nguồn từ sự đổi mới và dựa trên sự tương tác giữa người với người. Và bạn đã, vẫn và sẽ tiếp tục là chìa khóa thành công của Nu Skin. Và tôi muốn cảm ơn đặc biệt đến Nu Skin, tới Vicky vì đã tạo cơ hội cho tôi được chia sẻ những suy nghĩ của mình với tất cả các bạn. Có sức mạnh phi thường khi mà chúng ta quy tụ lại với nhau, các nhóm các lãnh đạo trên toàn cầu giống như các bạn. Tôi tin rằng là không có gì chúng ta không thể đạt được cùng nhau cả. Tôi yêu hai chữ cùng nhau. Hãy nghĩ xem, hai chữ cùng nhau này có ý nghĩa như thế nào đối với bạn. Đối với tôi, điều đó khiến tôi nghĩ về những người mà tôi thích ở bên cạnh, hoặc là chúng tôi cùng nhau hoàn thành những việc mà chúng tôi có thể làm tốt hơn khi mà tôi không thể làm điều đó một mình. Cho nên nó đã thực hiện cùng nhau và tôi mong muốn cùng nhau chúng ta đạt được mục tiêu của nhau. Chúng ta thực sự sẽ tuyệt hơn rất nhiều khi bên cạnh cùng nhau, và tôi xin cảm ơn tinh thần lãnh đạo và sự cam kết sắt đá của tất cả lãnh đạo. Chúng tôi sẽ tiếp tục tin tưởng và biết rằng chúng ta có những nhà lãnh đạo ưu tú, sản phẩm tốt nhất, khách hàng tốt nhất, và cái tốt nhất bây giờ là khuếch đại thông điệp của chúng ta. Chúng ta cần cùng nhau tận dụng nền tảng kỹ thuật số và trực tuyến. Chúng tôi ở đây vì tất cả các bạn, sẽ làm mọi thứ cho các bạn thành công. Tôi mong muốn các bạn thành công, hạnh phúc và thành công rất lớn, thực hiện vai trò của mình để đạt được các mục tiêu trong Nu Skin. Cảm ơn. Bây giờ tôi xin trở lại với Natalie. Yeah. Cô ở đó không đấy? Tôi đây anh Justin. Có vẻ như anh đã làm cho tất cả khán giả phấn khích về tương lai với thông tin kỹ thuật số đó rồi. Mọi người có hào hứng không ạ? Đông Nam Á ơi, hãy bình luận chữ excited trong khung chat nhé. Hãy bình luận nào. Tôi rất là hạnh phúc khi mà thấy các bạn rất hào hứng về tương lai sắp tới của chúng tôi, và tôi cũng vậy. Hẹn gặp các bạn rất sớm nhé. Cảm ơn anh Justin một lần nữa. Hẹn sớm gặp lại anh. Chúc quay về bình an nhé. Xin chào. Xin chào. Khách mời tiếp theo của chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay. Viễn Nê là một người mẹ trẻ, người đã quyết định thực hiện bước nhảy vọt, tận dụng cơ hội kinh doanh và sản phẩm Nu Skin. Với quyết tâm thành công, cô cực kỳ tập trung vào mục tiêu của mình. Một trong những quyết định đúng nhất mà cô ấy có là khi bắt đầu tương lai tương tác kỹ thuật số với các đối tác của mình. Cô đã nhìn thấy tiềm năng và cơ hội vô hạn mà những gì nó có thể đem lại cho đội nhóm và đối tác của cô ấy. Và kết quả thật sự tuyệt vời. Và hân hạnh giới thiệu một người có ảnh hưởng vi mô đến từ Anh Quốc, người không ngừng thu hút khách hàng mới tới đội nhóm của mình thông qua truyền thông xã hội. Kính thưa quý vị, xin chào mừng lãnh đạo đối tác thương hiệu
Timberlake Platinum mới, cô Louis Spencer. Chào cô Louis, rất vui được gặp bạn. Trong bạn tuyệt quá, thế nào rồi ạ? Wow, cảm ơn về lời giới thiệu rất đáng yêu, Natalie. Và một lời chào hello thật lớn tới tất cả các đối tác kinh doanh New Skin Đông Nam Á của chúng ta. Tôi rất là ổn và rất là vui khi mà tôi được gặp lại bạn và mọi người ngày hôm nay. Và tôi cảm thấy thật may mắn và biết ơn vì cơ hội kinh doanh này, khi mà được tham gia một sự kiện quy mô của New Skin Đông Nam Á và gửi lời chúc mừng to lớn đến thành tổ của tất cả các bạn. Wow, chúng tôi cảm ơn cô lắm, Louis. À, tôi thật sự vui khi mà cô có thể chấp nhận lời đề nghị của chúng tôi có mặt ở đây. Tôi có xem Instagram và bài đăng nè. Cô có một gia đình thật sự tuyệt vời. Tôi muốn biết là cô đã cân bằng thời gian cho công việc và quản lý cuộc sống của mình như thế nào để đáp ứng nhu cầu của gia đình, đặc biệt là với những cô con gái rất là xinh đẹp. À. Yeah, rất tuyệt vời. Cảm ơn, Natalie. Đó là một cái câu hỏi rất hay. Về việc quản lý thời gian là rất quan trọng cho kinh doanh của chúng ta. Đặc biệt, tôi là một người mẹ rất là bận rộn. Đối với tôi thì vào những ngày đầu tiên khi mà tôi bắt đầu mỗi ngày của mình bằng việc viết ra danh sách những thứ mà tôi cần phải làm, những thứ tôi cần phải thực hiện, và tôi sẽ phân loại nó là những việc về gia đình, về công việc hay là những việc mà tôi cần phải làm trong kinh doanh của mình. Và cái cách mà tôi làm mọi thứ là trước tiên và quan trọng hơn là tôi sẽ hoàn tất những việc mà tôi cần phải làm cho gia đình của mình và những việc liên quan tới cuộc sống của tôi. Bởi vì không, nếu mà tôi cảm giác rằng là gia đình của tôi sẽ được chăm sóc tốt hơn sau đó thì tôi mới có thể tập trung năng lượng và hết mình vào công việc kinh doanh của mình. Và tôi luôn luôn trở về lại lý do là tại sao mà tôi làm kinh doanh này vào những ngày đầu tiên là mang đến cái cuộc sống tuyệt vời cho đại gia đình của tôi. Chứ tôi không bao giờ muốn họ cảm giác rằng tôi đang phải hy sinh bởi vì tôi đang vận hành một kinh doanh thành công. Và đó là cái điều tuyệt vời nhất mà tôi muốn chia sẻ cho tất cả các bạn để cách sắp xếp công việc kinh doanh. Tuyệt vời luôn ạ. Tôi biết không, đối với những người mẹ như chúng ta thì thời gian dành cho gia đình là vô cùng quý giá, đúng không? Tôi biết ngay cả khán giả của chúng ta ở đây cũng đồng ý với chúng ta. Giờ đây chúng ta hãy cùng dành thời gian để cô ấy chia sẻ với chúng ta cách cô ấy đã thành công với New Skin. Xin mời! Với các bạn không biết tôi tên là Louis Spencer và tôi là người Irish và tôi sống và làm việc tại Anh Quốc. Tôi đã làm việc với New Skin trong được vài năm. Cái nền tảng của tôi thì hoàn toàn khác biệt các bạn. Trước khi đến lại New Skin, làm việc với New Skin, thì tôi làm quản lý quốc gia cho một công ty tư nhân rất lớn về lĩnh vực sức khỏe. Vào thời điểm đó thì tôi làm việc rất nhiều giờ và tôi có rất thời gian cho bản thân và cho gia đình và cho bạn bè. Cho nên khi mà tôi nhận được cái lời cầu hôn và tôi biết rằng thời điểm đó tôi cần phải lên kế hoạch cho việc có con trong tương lai. Và tôi biết rằng cái công việc bận rộn trong tập đoàn của tôi thì sẽ không cho tôi cái thời gian là một người mẹ. Cho nên tôi luôn tin tưởng rằng trong xã hội ngày hôm nay, đặc biệt là những người phụ nữ, chúng tôi không phải có sự lựa chọn giữa việc là có tài chính độc lập và hy sinh cái vai trò làm mẹ. Đặc biệt là khi có rất nhiều những cơ hội kinh doanh online rất sẵn sàng cho chúng ta ngày hôm nay. Trước khi mà tôi tìm đến New Skin, tôi không có nền tảng về bán hàng. Tôi cũng không có nền tảng trong việc về sản phẩm chăm sóc da hay là về sắc đẹp. Và tôi cũng không dùng mạng xã hội. Cho nên tôi phải đi ra khỏi vùng thoải mái của mình. Nhưng mà tôi rất rõ ràng rằng kinh doanh mạng xã hội đang là một cái xu hướng khuếch trương trên toàn cầu. Và tôi biết rằng là đó là một cái nền tảng tuyệt vời cho phép tôi phát triển và khuếch trương kinh doanh của tôi khi mà tôi làm kinh doanh toàn thời gian. Và gần đây khi tôi được vinh danh là chủ tịch đối tác thương hiệu 4 sao. Và bạn biết không, 95% kinh doanh của tôi là phát triển dựa trên nền tảng trực tuyến đấy. Đối với tôi thì kinh doanh trực tuyến là một cái nhu cầu rất quan trọng. Và với một người bắt đầu kinh doanh có rất ít cái mối quan hệ, tại vì tôi đã phải chuyển chỗ làm nhiều lần giữa Ireland với lại Anh Quốc. Và tôi phải học đổi trường đại học, rồi tôi tốt nghiệp, sau đó thì tôi lại chuyển đổi vị trí với những cái công việc nền tảng cơ hội khác nhau. Tôi có rất ít mối quan hệ ở những cái khu vực mà tôi đang sống. Chính vì vậy thì tôi phải làm việc rất nhiều giờ và cái cơ hội mà đến với tôi để làm việc trực tiếp ở những cái giai đoạn đầu trong kinh doanh của tôi thì thật sự là rất là hạn chế các bạn ạ. Tôi thật với tất cả các bạn rằng tôi không cảm giác rằng tôi có thể ở trong vị trí hoàn hảo như tôi ngày hôm nay nếu như tôi không tận dụng mạng xã hội và kinh doanh theo cách mà tôi đã đang làm. Đối với tôi thì kinh doanh mạng xã hội cho tôi cái cách tiếp cận trực tiếp với những người có cùng cái niềm đam mê, có cùng cái phong cách sống. Và tôi kết nối với tất cả mọi người về sản phẩm, về cơ hội kinh doanh. Và bên cạnh đó thì nó cũng cho tôi cái sự tương tác phát triển kinh doanh đội nhóm của tôi ở nhiều thị trường khác nhau trên thế giới mà tôi không thể nào làm được nếu như tôi không tận dụng nền tảng này để các bạn. Và cuối cùng tôi nghĩ rằng tôi trong vòng 18 tháng vừa qua, đặc biệt là tôi đã củng cố truyền đạt cái tầm quan trọng của việc xây dựng kinh doanh trực tuyến, bởi vì
Có rất nhiều cái sự giới hạn và chúng ta không được gặp gỡ trực tiếp nhau ngày hôm nay. Có rất nhiều cách khác nhau mà chúng ta có thể tận dụng vào mạng xã hội khi mà phát triển kinh doanh của chúng ta. Và cái lời khuyên tốt nhất của tôi là chúng ta có thể, các bạn có thể, mọi người chỉ mua từ mọi người, chứ không mua từ những cái trang bán hàng đâu. Cho nên, nếu bạn nhìn vào phương tiện mạng xã hội của tôi, bạn sẽ thấy rằng 95% nội dung trên đó là tôi nói về tôi nói về gia đình của mình, về đội nhóm, và về những người bạn mà tôi đang tương tác làm việc mỗi ngày. Tôi cho mọi người thấy rằng tôi tổng hợp kinh doanh, sản phẩm và cuộc sống của tôi thành một như thế nào, để họ không cảm giác như là tôi đang bán hàng cho họ. Và nếu bạn thiết lập một cái trang bán hàng chỉ để quăng những cái hình ảnh lên đó, rồi hay là bạn gửi thông tin lên đó, thì bạn không bao giờ tạo ra sự khác biệt được đâu. Khi mà còn mọi người xem những cái phương tiện trên mạng xã hội, hoặc là bạn làm video, hoặc là câu chuyện của bạn, hoặc là thông qua những cái chia sẻ, thì họ có thể kết nối với đam mê của bạn, kiến thức của bạn, sự nhiệt huyết trong cuộc sống của bạn, và bạn sẽ chia sẻ những cái lợi ích của sản phẩm, cái hành trình, sự trải nghiệm cá nhân của bạn, cách bạn xây dựng kinh doanh, nó giúp cho bạn và gia đình của bạn như thế nào, và bạn sẽ kết nối với mọi người hơn là chuyển trang bán hàng. Với cái cách mà marketing để mà thu hút, nó đóng vai trò quan trọng, không chỉ trong việc giới thiệu mọi người đến sản phẩm, mà cả về cầu kinh doanh đấy các bạn. Cho nên đối với tôi luôn luôn nói với lại đội nhóm của mình rằng, hãy lên danh sách tất cả những cái lợi ích mà chúng ta có thể mang đến cho mọi người, và hãy tìm cách để giới thiệu họ đến nền tảng trực tuyến và chia sẻ cho họ. Bởi vì mọi người khi mà họ đang theo dõi các bạn và họ đang quan sát các bạn, hành trình của bạn, thì họ sẽ nhận thấy cái hành trình cá nhân hóa, những cái thông tin mà phù hợp với hoàn cảnh của riêng họ, và họ sẽ nghĩ về hoàn cảnh của họ. Và họ nói, thật ra tôi có cùng vấn đề về da, tôi đã theo dõi người này và tôi đã nhận thấy kết quả rất là ngoạn mục. Và bạn mang đến cái công việc kinh doanh nó không thật sự là bận rộn, mà họ có thể tận hưởng và có thời gian linh hoạt hơn. Cho nên khi mà chúng ta chia sẻ những lợi ích về kinh doanh online, nó thật sự là tuyệt vời để thu hút mọi người, những đối tác kinh doanh. Đối với tôi, xây dựng thương hiệu cá nhân thật sự là rất là quan trọng. Và khi mà nghĩ về bản thân của chúng ta, hay nghĩ về những cái nhân tố mà chúng ta thật sự muốn giao tiếp với mọi người, với thị trường. Cho nên đối với tôi, một cái ví dụ đó là một trong cái phần lớn trong việc xây dựng thương hiệu cá nhân của tôi là một người mẹ. Tôi thật sự là một người làm trong lĩnh vực sức khỏe và sắc đẹp. Và tôi là một người có tư duy tích cực, đầy nhiệt huyết. Và đó là những thứ mà tôi muốn chia sẻ với tất cả mọi người. Cho nên tôi tìm kiếm những người y hệt như vậy. Và tôi có thể kết nối với họ, xây dựng mối quan hệ trực tuyến. Rồi trong trường hợp tuyệt vời nhất là chúng tôi có thể biến họ trở thành khách hàng và sau đó là thành đối tác kinh doanh. Và cuối cùng mà tôi nghĩ rằng nó thật sự hiệu quả đối với tôi khi làm việc tại Anh Quốc là chia sẻ những cái câu chuyện thành công của đội nhóm chúng tôi online. Chúng tôi đã tạo ra một cái trang Instagram riêng mà chúng tôi chia sẻ những cái hình ảnh chúng tôi gặp gỡ đội nhóm, huấn luyện online, chia sẻ những câu chuyện người thật việc thật và rất nhiều điều tuyệt vời khác các bạn ạ. Tôi chia sẻ câu chuyện thành công và những cái nền tảng của những người đang làm cùng để mà những người khác có thể kết nối với họ. Và tôi nghĩ rằng một trong những cái điều tuyệt vời nhất ở đây đó là mọi người muốn trở thành một phần của một tổ chức đặc biệt. Và tôi hy vọng rằng tất cả các bạn đều cảm nhận được rằng bạn đang là một phần của một tổ chức đặc biệt, bởi vì tôi thật sự cảm nhận như thế khi tôi được làm đối tác của Nuskin. Cho nên nếu bạn có thể truyền đạt thông điệp này rõ ràng một cách trực tuyến thì bạn có thể kết nối được rất nhiều người. Tôi chắc chắn trải nghiệm những thách thức trong này khi mà tôi dẫn các đội nhóm của tôi bằng nền tảng xã hội. Một trong những thách thức lớn nhất của chúng tôi là rất nhiều người thành viên trong đội nhóm chúng tôi, họ làm việc cùng với chúng tôi, họ không có cái trải nghiệm, không có kinh nghiệm lớn giống như tất cả chúng tôi trong xây dựng trải nghiệm mạng xã hội. Cho nên hoàn toàn bình thường các bạn ạ, chúng tôi biết rằng là sẽ có những trường hợp giống như tôi và tôi đã sử dụng mạng xã hội nhưng mà tôi đã không có chủ động tích cực trước đây. Cho nên chắc chắn là tôi không có cách sử dụng nó một cách hiệu quả trong kinh doanh lúc đầu. Cho nên đầu tiên và quan trọng hơn là tôi luôn luôn nói với họ hãy sẵn sàng học hỏi, hãy mở lòng với những điều mới mẻ. Vì vậy thì tôi có thể giúp họ, có thể dạy họ những điều tốt nhất mà tôi có thể làm, và cũng có thể là tôi sẽ giúp họ hiểu cái điều quan trọng nhất ở đây là xác định cái nền tảng mạng xã hội là một trong những cái xu thế lớn của thế giới ngay lúc này, và bạn sẽ không đi đến đâu, không đạt được kết quả lớn hơn nhiều nếu chúng ta không tìm cách bước ra khỏi vùng thoải mái của chúng ta để mà đón theo xu thế, và kết quả sẽ thật sự rất khác biệt nếu bạn làm được điều đó. Cho nên nếu bạn lắng nghe tôi ngày hôm nay thì bạn đang không phải sử dụng mạng xã hội để phát triển kinh doanh của mình đấy. Tôi muốn nói với các bạn rằng chúng ta đang sử dụng mạng xã hội để làm kinh doanh. Hãy thử và bạn sẽ có kết quả rất ngoạn mục đấy. Điều tiếp theo tôi muốn chia sẻ với tất cả các bạn là tôi muốn chia sẻ với tất cả các bạn một cái cách rất đơn giản, hiệu quả khi mà tiếp cận về mạng xã hội. Và tôi muốn tất cả các bạn chia sẻ với tất cả các bạn cách mà tôi xây dựng mạng xã hội cho bản thân của tôi nó đã phát triển như thế nào trong những năm vừa qua. Cho nên không quan trọng bạn bắt đầu ở cái giai đoạn nào trong ngày hôm nay, chỉ cần bạn bắt đầu giống như tôi những năm trước đây, bạn có thể phát triển và bạn phải làm tốt hơn rất nhiều. Cho nên tôi muốn các bạn nhìn thấy trên màn hình, đó là những cái hình ảnh mà tôi đã sử dụng mạng xã hội trước đây
và xem cái trang của tôi nhìn nó bình thường như thế nào trong hành trình New Skin của tôi. Và bạn có thể nhìn thấy rằng tôi đã không có một cái thông điệp rõ ràng, một cái chiến lược rõ ràng. Cái thương hiệu cá nhân của tôi không được rõ ràng từ lúc đầu đâu các bạn ạ. Thật sự nó rất là mơ hồ khi mà tôi bắt đầu làm kinh doanh trên mạng xã hội. Thật sự nó không rõ ràng rằng là tôi đang bán sản phẩm hay là tôi không cảm nhận được các khách hàng của tôi và họ đến trang cá nhân của tôi hoặc là những người đang theo dõi các trang cá nhân của tôi. Chính vì vậy thì tôi gây ra những thông điệp nhiễu về những gì tôi đang làm và cái thông điệp của tôi nó không được cụ thể với tất cả những người tham dự. Và điều tôi đã làm trong cái năm vừa qua là tôi xác định rất rõ tôi là một doanh nhân và tôi là một người thầy huấn luyện và tôi là một người và tôi muốn kết chắc chắn rằng tôi đang giao tiếp hiệu quả về thông điệp của bản thân tôi với những người đang theo dõi Facebook của tôi. Chính vì vậy điều quan trọng hơn hết là tôi phải có một hình ảnh profile, hình ảnh cá nhân của tôi thật là rõ ràng, thể hiện tôi là ai. Và một lần nữa, cái gương mặt của các bạn trong cái hình ảnh đó về kinh doanh của các bạn và tôi có rất là rõ ràng về sự tác động về thông tin cá nhân của tôi, cho nên tôi muốn chia sẻ với tất cả mọi người một cách rõ ràng. Tôi là một người vợ, tôi là một người mẹ và tôi là loại người chính kết đối với mọi người và bất cứ lúc nào. Và tôi cũng tạo ra rất nhiều những cái đường link, đặc biệt là đường link dẫn tới cái trang Instagram đội nhóm của tôi. Và từ đó thì tôi sẽ có rất nhiều người và từ đó chúng tôi sẽ sàng lọc từ từ. Chúng tôi sẽ thấy những người họ thích về kinh doanh, sẽ có những loại người họ thích tham dự với chúng tôi. Có những người thì họ có sự tìm hiểu sâu sắc về đam mê, họ có cái đam mê, họ có cái nhiệt huyết và họ thích văn hóa đội nhóm của chúng tôi. Họ thích cái văn hóa mà trao quyền phát triển người khác và giúp đỡ lẫn nhau. Và nếu họ muốn trở thành một phần của tổ chức chúng tôi thì thật sự là một điều rất tuyệt vời. Thế mà chúng tôi phải học cách chia sẻ chuyện đó. Và chúng tôi cũng có những cái thông điệp kêu gọi hành động như là nhấn vào đây nếu bạn muốn nhận thêm thông tin hoặc nếu bạn muốn tìm hiểu thêm, bạn tò mò thêm thì đừng có ngại hãy trao đổi với tôi. Tôi muốn cho họ cái sự rõ ràng như thế. Thế nên nó rất là rõ ràng, rất quan trọng rằng khi mà chúng ta, những người họ đang theo dõi chúng ta, bên lề cuộc sống của chúng ta và họ sợ kết nối với chúng ta. Thế tôi đưa cái thông điệp đó để thấy họ rất rõ ràng rằng tôi đang là ai, tôi làm chuyện gì và tôi muốn kết nối với họ. Cho nên cái điều quan trọng là chúng tôi muốn cho mọi người nhìn thấy cái mục tiêu chúng đạt được trong kinh doanh New Skin, những cái khía cạnh khác nhau của cuộc đời chúng tôi đạt được ở đây. Nó không phải là những gì mà tôi cảm nhận mà thật sự rất quan trọng trong cuộc đời chúng tôi. Và cuối cùng, tôi muốn kết thúc bằng chia sẻ của mình. Hoàn toàn bình thường, nếu bạn muốn làm theo cách truyền thống của bạn, tôi biết rằng, chỉ cần biết rằng chúng ta có những không thách thức bản thân của mình nhưng mà bước ra khỏi vùng thoải mái của mình. Tuy nhiên, bước vào hiển nguyên của kỹ thuật số ngay lúc này, phương tiện truyền thông mạng xã hội là một trong những cái nền tảng vô cùng hữu hiệu mà cuối cùng cho chúng ta thành công và giúp chúng tôi phát triển kinh doanh của chúng ta. Thế tôi biết rằng, với tất cả các bạn đang tham dự, hãy phát triển kinh doanh của mình không phải chỉ là làm trực tiếp mà hãy biến nó thành trực tuyến cho các bạn. Và tôi biết rằng bạn cũng sẽ làm được giống như tôi. Tôi rất cảm ơn các bạn đã mời tôi đến đây ngày hôm nay và tôi chúc các bạn thành công thật lớn trong tương lai. Một hành trình thật tuyệt vời đúng không nào? Xin cảm ơn rất nhiều Louis về phần chia sẻ về thời gian của cô ấy với câu chuyện thành công rất tuyệt vời và chúng tôi rất tự hào về câu chuyện thành công và thành tựu. Tôi rất mong muốn được gặp bạn trong tương lai nhé. Khách mời tiếp theo và cuối cùng trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay đã xây dựng tổ chức kinh doanh của cô ấy thông qua mạng xã hội và đã đóng góp rất lớn trong sự tăng trưởng kinh doanh của cô ấy. Với sự kiên định để thực hiện mục tiêu, cô ta chưa bao giờ ngừng lại và liên tục truyền cảm hứng cho đội nhóm của mình thông qua nền tảng mạng xã hội và từ đó giúp đỡ và phát triển rất nhiều các lãnh đạo ở doanh nhân trẻ phát triển trong New Skin. Biết là một trong những cái người tiên phong trong việc chuyển dịch chia sẻ trên mạng xã hội ở Bắc Mỹ, kính thưa các bạn, hãy cùng tôi chào đón thành viên câu lạc bộ và lãnh đạo xuất sắc một, thành viên câu lạc chủ tịch đối tác thương hiệu 4 sao, chủ tịch đối tác thương hiệu 4 năm, Rebecca Boris. Xin chào Rebecca, bạn cảm thấy thế nào? Chào bạn thật tuyệt đấy. Cảm ơn Natalie rất nhiều. Tôi rất vinh dự và biết ơn vì đã được mời đến với các bạn và chia sẻ câu chuyện của tôi cùng tất cả các nhà lãnh đạo New Skin Đông Nam Á. Xin chào Đông Nam Á, xin chào mọi người, có khỏe không ạ? Vì chủ Đông Nam Á, chúng tôi đang làm việc rất tuyệt vời và rất là phấn khích lúc này rằng bạn đã tham dự cùng với chúng tôi và như vậy thì tôi nghe về cái việc kết hôn của bạn và cuối cùng thì bạn đã có được một cái cuộc hôn nhân hạnh phúc, xin chúc mừng và một cái cột mốc mới lại được mở ra. Hãy chia sẻ với tôi một ít về thông tin đó được không? Cảm ơn bạn. Hôm đó rất đẹp trời và anh ấy là một người đàn ông tuyệt vời. Tôi thật may mắn khi được lấy anh ấy làm chồng và ôi trời ơi, có rất nhiều điều thú vị kể từ ngày hôm đó.
Nhưng tôi phải nói với bạn một điều đặc biệt là bố tôi đã hát cho chúng tôi nghe trong buổi tiệc đó. Và chúng tôi chưa bao giờ biết là ông ấy hát được, chưa bao giờ biết ông biết hát. Tôi chưa bao giờ nói, ông chưa bao giờ nói về điều này trước đây và thật sự rất đặc biệt. Đó là thời điểm thật xúc động. Đấy, Rebecca, đó là ước mơ của mọi cô gái. Và tôi có thể tưởng tượng ngày ấy thật tuyệt vời như thế nào. Và dĩ nhiên, cái chia sẻ sắp tới, tôi chắc chắn rằng tất cả những người tham dự như chúng ta rất háo hức để lắng nghe câu chuyện thành công của bạn và không chờ đợi gì nữa. Thành phố Đông Nam Á của chúng ta hãy cho phần chào đón thật tuyệt vời, nồng ấm đến Rebecca Morris. Yeah, hãy bắt đầu thôi nào. Tôi rất hài hào hứng và chúng ta sẽ đi thẳng vào vấn đề nhé. Tên tôi là Rebecca Moonfar và tôi được tiến sĩ Bill và Julie Todd giới thiệu về New Skin khi còn là một thiếu niên với các thành viên trong gia đình của mình. Và họ tình cờ gặp bố mẹ tôi vào thời điểm đó. Lúc đó tôi chỉ tình cờ nghe được câu chuyện của họ thôi và không có gì xảy ra hết. Rồi ai về nhà đấy, rồi tôi tốt nghiệp đại học năm 21 tuổi, chỉ sau 3 năm. Tôi chơi đá bóng ở trường đại học và sau khi tốt nghiệp xong tôi vào làm ngành dầu khí. Tôi làm kiểm toán viên và để tôi cho bạn biết nha, tôi nhanh chóng biết được rằng tôi muốn nhiều điều hơn thế. Tôi muốn một cuộc sống tự do và đặt những mục tiêu lớn cho cuộc đời mình. Và bạn biết đấy, thật là buồn cười khi vài tháng sau khi tốt nghiệp đại học và bắt đầu công việc, chúng tôi lại có một buổi đoàn tụ gia đình. Rồi tôi tình cờ gặp lại chú Bill và cô Jolie. Tôi tiếp cận họ và hỏi là cô chú vui lòng nhắc lại với con về công việc của cô chú nha. Khi họ chia sẻ với tôi một lần nữa, tôi nhìn thấy cơ hội làm việc thật sự chăm chỉ để cam kết và cống hiến bản thân để có thể làm việc chăm chỉ và tạo ra sự linh hoạt mà tôi thực sự tìm kiếm. Thì tôi khởi nghiệp và từ đó bắt đầu một hành trình khá dài và tôi sẽ kể cho bạn nghe. Khi mới bắt đầu á, tôi bị từ chối nhiều lắm. Rất nhiều thành viên gia đình và bạn bè thân thiết nói là họ không muốn nghe những gì tôi chia sẻ. Và tôi phải nói với bạn, tôi có niềm tin là mình làm được. Tôi chưa bao giờ mất niềm tin vào điều đó. Và những gì tôi đã làm là cuối cùng tôi đã đạt được một số chuyến đi thành công và đạt được Blue Diamond. Nhưng lúc đó thì tổ chức của tôi không lành mạnh lắm. Và khoảng thời gian này trong cuộc hành trình của tôi, chúng tôi bắt đầu nghe về một vài cô gái ở Anh Quốc. Họ bắt đầu sử dụng mạng xã hội để làm một nền tảng cho công việc kinh doanh của họ. Hồi đầu, nói thật nha, là tôi nghĩ ý tưởng đó rất là ngớ ngẩn. Và vì vậy tôi chỉ quan sát mà không làm gì cả. Tôi rất nhanh chóng hoặc gần như là một lúc sau tôi đã kết thúc cuộc trò chuyện với một người mà lúc đó là chủ tịch khu vực của Hoa Kỳ, anh Scott Short, đã có một cuộc trò chuyện trực tiếp với anh ấy. Anh nói với tôi rằng là cô cần phải, và mọi người hãy viết điều này xuống nha. Anh ấy nói với tôi rằng, Becca, đã đến lúc bạn sẽ cần phải hạ bức tường xuống. Hãy hạ bức tường xuống và là chính bạn. Và anh thực sự tin tưởng vào tôi như cách mà những nhà bảo trợ đã làm. Vì vậy, chúng tôi bước ra ngoài với niềm tin và sự cải tiến cách thức hoạt động kinh doanh. Chúng tôi không có bản thiết kế chi tiết về những việc cần phải làm. Có thể bạn đang ngồi đó và có thể nói là mình không chắc chắn. Tôi cũng đã không biết phải làm gì với việc sử dụng mạng xã hội trong công việc kinh doanh. Tôi cũng từng như vậy, không biết phải làm gì. Bạn chỉ cần bắt đầu thôi và chỉ cần bắt đầu học tốt trong quá trình này. Và tôi sẽ cho bạn biết trọng tâm thực sự, thậm chí còn được nhấn mạnh nhiều hơn nữa là mình hãy dấn thân vào và giúp đỡ mọi người có trải nghiệm sản phẩm tuyệt vời, được nhiều khách hàng hài lòng. Và một trong những người bạn thân nhất, lâu nhất của tôi là một trong những khách hàng đầu tiên của tôi luôn khi tôi thực hiện sự thay đổi này. Bạn cũng biết cô ấy tên là Abby Gibson và cô ấy cũng tham gia và chúng tôi thực sự bắt đầu chạy cùng nhau. Và tôi sẽ kể bạn nghe nhiều hơn về cô ấy. Bây giờ chúng tôi đang có rất nhiều niềm vui khi làm kinh doanh cùng nhau. Tôi rất muốn chia sẻ với bạn về điều này bởi vì về phương tiện truyền thông xã hội và phát triển kinh doanh. Nhưng điều tổng thể từ câu chuyện của tôi mà tôi nghĩ là bạn sẽ rút ra được bài học lớn nhất của mình đó là những câu chuyện của tôi về việc gắn bó với nó và kiên định với quyết định của mình, ghi nhớ lý do của bạn và không bao giờ bỏ cuộc. Và nếu bạn cam kết với những điều đó, thì
hãy tiếp tục làm việc chăm chỉ và cơ hội này trở nên rất tuyệt vời. Vì vậy, tôi tin rằng mục tiêu của bạn xứng đáng để bạn kiên trì hướng tới. Tôi thật sự tin tưởng vào điều đó. Và hãy bàn về cách bạn có thể tận dụng phương tiện truyền thông xã hội để phát triển kinh doanh và giúp tổ chức của bạn phát triển. Điều quan trọng nhất luôn để bạn cần biết về mạng xã hội đó là đây là một cách để kết nối với mọi người. Đó thực sự là bản chất của nó. Đây là cơ hội để kết nối với nhiều người cùng một lúc, nhưng vẫn mang tính cá nhân của mình. Bởi vì tôi biết rất nhiều người không muốn mất đi khía cạnh cá nhân đó của mình. Và đó là lý do tại sao rất nhiều người thích gặp gỡ mọi người. Và đó là một điều tuyệt vời. Mạng xã hội cho phép bạn làm được điều đó. Nhưng hãy làm điều đó với nhiều người cùng một lúc. Tôi vẫn có thể làm nhanh hơn một chút, nhưng vẫn duy trì tính cá nhân của mình. Đôi điều lớn nhất mà tôi muốn các bạn viết xuống đó là bạn hãy sống hết mình. Bạn phải kết nối được với họ bởi vì bạn có nhiều khán giả theo dõi bạn. Bạn cần phải tạo ra được sự tương quan. Tất cả chúng ta đều sẽ có những cái lúc bất ý và vì vậy bạn cần phải tạo ra sự tương quan. Bạn cần phải có những người xem và thốt lên. Tôi thấy mình có điểm tương đồng với cái cô đó hay là cái anh đó. Và tôi còn thấy mình rất rất giống họ nữa. Bởi vì nếu mà bạn muốn ai đó yêu thích sản phẩm của chúng ta, thì họ cần biết rằng bạn sử dụng nó với một cái lý do rõ ràng. Bởi vì mọi người không quan tâm những gì viết trên một cái chai đâu. Họ quan tâm đến cái điều mà một người họ ngưỡng mộ và tôn trọng kể về lý do tại sao cái sản phẩm đó hiệu quả với người đó. Hoặc lý do vì sao họ biến nó trở thành một phần trong thói quen hàng ngày của họ. Đúng không ạ? Ví dụ, hãy chứng minh bạn yêu LumiSpa. Tại sao bạn yêu thích LumiSpa đến vậy? Làm sao bạn đảm bảo bạn sử dụng nó mỗi ngày? Mọi người muốn biết điều đó. Rồi họ sẽ vỡ lẽ ra là tôi cũng có thể thích những sản phẩm này vì những lý do tương tự như vậy. Bạn thấy điều đó sẽ giúp mình như thế nào không? Khi bạn sống hết mình, mọi người bắt đầu biết đến bạn nhiều hơn. Và đó là điều ý nghĩa nhất mà tôi cảm thấy. Tôi quen được nhiều người thông qua mạng xã hội mà chưa bao giờ gặp họ ngoài đời thật. Và chúng tôi xem nhau là những người bạn thân trên Internet. Nhưng đó là một phần của việc kết nối với mọi người một cách nhanh hơn thay vì duy trì cuộc gặp một. Nhưng họ cũng có thể biết được nhiều hơn về bạn ở một khía cạnh sâu sắc hơn thông qua mạng xã hội bởi vì họ được nhìn thấy bạn mỗi ngày. Và từ khái niệm xây dựng đội nhóm thì đây là một công cụ và nền tảng tuyệt vời để sử dụng trong đội nhóm của mình. Phương tiện truyền thông xã hội cho phép bạn kết nối hàng ngày, trò chuyện hàng ngày, có một nơi để sinh hoạt cộng đồng, một nơi mà mọi người có thể đến với nhau và cảm nhận được là một phần của điều gì đó, phải không? Và họ không nhất thiết phải gặp trực tiếp để được kết nối đó. Chúng tôi biết khi mọi người cảm thấy được kết nối và họ cảm thấy được yêu thương, cảm thấy mình có giá trị, mọi người sẽ có được sự tự tin. Họ tạo nên được danh tiếng mà họ không muốn đánh mất. Và từ đó tạo ra một môi trường của những gì mà họ muốn có và nói lên rằng điều này được thúc đẩy bởi tình yêu. Hãy tạo nên cộng đồng bằng cách sử dụng nền tảng truyền thông xã hội để mọi người đến và tham gia. Cho dù bạn là đại diện hay liên kết thương hiệu hoàn toàn mới trong đội hay ai đó đã cùng kinh doanh với bạn được một thời gian, hãy cho phép mọi người được tham gia và cảm nhận được là một phần bình đẳng và có được giá trị bình đẳng từ cộng đồng. Và tôi sẽ nói rằng đó có lẽ là một trong những điều quan trọng nhất chúng ta có được. Việc đội nhóm của tôi tạo ra cộng đồng đó có tác động rất lớn. Tôi đã học được điều đó từ một số người trong đội về cách làm thế nào để làm điều đó và vì sao nó có thể giúp có giá trị nhiều như vậy, cũng như những kiến thức này. Vì vậy, phần còn lại của khái niệm xây dựng đội nhóm là mọi người biết được niềm đam mê của bạn. Và khi bạn đăng lên mạng xã hội, đội nhóm đang theo dõi bạn để bạn có thể tiếp tục tạo cảm hứng cho họ. Chứ không đơn thuần là chỉ để đăng cho khán giả xem, những người có thể chưa tham gia với bạn. Nhưng trong phạm vi đội nhóm, bởi vì họ có thể tiếp tục nói rằng tôi rất ngưỡng mộ anh ấy, ngưỡng mộ cô ấy, và hoặc tôi khao khát được làm việc chăm chỉ như họ để cuối cùng đạt được sự linh hoạt mà họ đang có được thông qua sự chăm chỉ và cam kết của mình. Thật tuyệt phải không ạ? Vậy, để phát triển kinh doanh, tôi muốn nhấn mạnh điều này, đó là bạn phải chia sẻ những gì bạn yêu thích. Sản phẩm bạn yêu thích là gì và lý do tại sao bạn yêu thích chúng. Bạn cần nêu bật tính cá nhân của mình, bạn cần tạo được sự tương quan, được chứ?
ý tôi nói là bạn hãy là chính bạn. Bạn không thể là tôi, không thể cố gắng bắt chước tôi. Bạn không nên cố gắng trở thành những người nổi tiếng mà bạn thấy trên mạng. Bạn cần phải là bạn, khán giả của bạn cũng giống như bạn. Vì vậy họ muốn biết về bạn. Họ đâu cần biết về tôi. Họ muốn biết bạn, hiểu bạn và quan tâm đến bạn. Hãy chia sẻ lối sống của bạn và sử dụng cách tiếp thị thu hút. Ý tôi là hãy thể hiện sự linh hoạt của cơ hội này. Chẳng hạn như đội nhóm của tôi có nhiều chị đã làm mẹ. Họ thường chia sẻ mong muốn có thêm thời gian linh hoạt trong ngày để ở bên con cái của mình. Rồi họ làm việc chăm chỉ với công việc kinh doanh của mình trong khi lũ trẻ đang ngủ trưa hoặc đã đi ngủ được mấy giấc rồi. Thì tính linh hoạt ở đây thật sự tuyệt vời. Chỉ cần chia sẻ những điều như vậy, không cần phải gì xa xỉ cả, chỉ cần được sống hết mình trước mọi người và cho mọi người thấy những điều bạn có thể bắt đầu tạo ra từ sự chăm chỉ của bạn và bắt đầu giúp đỡ mọi người. Hãy thấy rằng có điều gì đó ngoài kia mà bạn đã tìm ra bằng cách nhằm tạo ra được sự linh hoạt mà bạn đang tìm kiếm và giúp họ tiến lên, giúp họ luôn luôn tiến lên phía trước. Và họ có thể nói là nếu như những người này đã tìm được cơ hội, vậy thì chắc chắn sẽ có cách để tôi đạt được cơ hội của mình. Rất là ổn đúng không ạ? Vậy để tôi kể bạn nghe có một số điều mà tôi gọi là những nỗi đau ngày càng lớn khi mình học được một điều gì đó. Tất cả chúng ta đều có những thách thức, chúng ta học qua mọi thứ, chúng ta phải học hỏi và phát triển. Đó là một điều bình thường và tôi là kiểu người thích nói câu hãy nắm bắt đó, hiểu rằng những điều đó sẽ xảy ra, chắc chắn nó sẽ xảy ra thôi. Hãy làm thế nào để bạn học hỏi từ nó và trở nên mạnh mẽ hơn. Khi lãnh đạo một đội nhóm lớn sử dụng phương tiện truyền thông, điều mà cá nhân tôi học được là bạn phải làm cho mọi thứ đơn giản thôi, giữ mọi thứ đơn giản. Bạn không nên tạo ra nhiều nhóm hoặc nhiều trang khác nhau, rằng mọi người cần phải tham gia tất cả những trang này, điều đó trở nên khó hiểu và choáng ngợp với họ. Một trong những điều lớn nhất mà tôi nhớ Scott Short đã nói rằng vai trò của người lãnh đạo là đơn giản hóa và tạo ra sự tự tin. Vì vậy, hãy đơn giản hóa nó thành một thứ mà tôi đã tìm thấy trong đội nhóm của mình là tôi đã liên kết với những lãnh đạo Blue Diamond và Team Elite khác trong nhóm và chúng tôi đã tạo ra và tạo thành đòn bẩy lẫn nhau để tạo ra một nơi cụ thể, nơi bắt nguồn của tất cả các tài liệu, những chương trình đào tạo khác nhau trong nhóm. Hướng mọi người theo một hướng nhất định thật sự đơn giản thôi. Mỗi đội nhóm sẽ có một cái màu khác nhau, đó là cái việc rất là bình thường. Bạn phải tìm được những gì phù hợp với bạn, nhưng đó là cách thực sự hiệu quả với chúng tôi. Hãy đơn giản hóa những công cụ mà mọi người truy cập tài nguyên. Bởi vì bạn có thể nhập 1 triệu trang, có thể tìm từ 1 triệu trang, nhưng để mọi thứ ở 1 triệu nơi là điều không ổn. Mọi người sẽ bị choáng ngợp trong quá trình tìm kiếm công cụ phù hợp với họ. Được không ạ? Và tôi sẽ chia sẻ nhanh một vài câu chuyện về cách truyền thông xã hội đã giúp tăng trưởng và kinh doanh của tôi như thế nào. Tôi đã đề cập đến cô bạn AP Gibson. Có thể các bạn biết cô ấy đấy, chúng tôi là bạn từ lâu rồi và cô ấy đã đến hỏi thăm tôi sau khi sử dụng kem đánh răng làm trắng AP24. Và cô ấy là khách hàng đầu tiên rồi, sau đó muốn bắt đầu chia sẻ sản phẩm của mình, tức chia sẻ tình yêu sản phẩm của mình. Cô ấy đang tìm kiếm một cách giúp cải thiện lối sống của mình và linh hoạt hơn trong cuộc sống. Và cô ấy sử dụng mạng xã hội để truyền cảm hứng và sức mạnh cho rất nhiều phụ nữ. Và đó là một cách thực sự hay. Khi cô ấy sử dụng nền tảng mạng xã hội để cho chính mình. Và cô ấy là nữ doanh nhân của năm 2020 tại Mỹ. Cô ấy hiện là chủ tịch thương hiệu Team Elite Platinum 4 sao và là thành viên Team Elite, thành viên câu lạc bộ xuất sắc 1-2 năm liền. Thật khó tin khi cô ấy giúp được phụ nữ khám phá khả năng của họ và giúp họ có được sự tự tin vào khả năng và năng lực của chính mình. Và một ví dụ khác về Shelby Walton, một người bạn lâu năm và giờ cùng kinh doanh với tôi. Cô ấy là phù dâu trong đám cưới của tôi và chúng tôi quen biết nhau đã hơn 20 năm. Cô ấy xem cơ hội kinh doanh này như một nơi để tìm thấy chính mình một lần nữa. Cô ấy vừa là mẹ và nhiều phụ nữ sẽ được kết nối với điều này. Họ tìm kiếm được một giá trị khác ngoài việc chỉ là một người mẹ. Họ muốn có một cái gì đó mà cá nhân họ có thể hướng tới, muốn lập mục tiêu và làm việc chăm chỉ vì nó, sở hữu nó. Và cô ấy như vậy, cô ấy chưa từng sử dụng hay có sức ảnh hưởng nào trên mạng xã hội khi bắt đầu công việc kinh doanh. Mà cô ấy bây giờ là Team Elite 2 năm và đã giúp rất nhiều phụ nữ học cách tận dụng cơ hội này, tận dụng mạng xã hội như một nền tảng để kết nối nhiều phụ nữ khác nhau, đồng thời tạo ra một cộng đồng giúp đề cao và trao quyền cho mọi người theo nhiều cách khác nhau. Và một câu chuyện đáng kinh ngạc thứ ba là
Amanda Roberts, cô ấy giờ sợ làm Blue Diamond rồi và đang nỗ lực để đạt chuẩn làm Team Elite. Xin nhắc lại, cô ấy bắt đầu công việc kinh doanh khi vừa sinh em bé. Cô ấy giờ là mẹ của hai con, rất là bận rộn. Cô ấy sử dụng mạng xã hội để cho mọi người thấy, và nhất là phụ nữ, thấy rằng kinh doanh này vẫn làm được trong khi chúng ta có gia đình. Rất nhiều lần cô vừa làm kinh doanh trong khi các con đang ngủ. Xin hãy nhớ rằng cô cho mọi người thấy việc này hoàn toàn có khả thi khi bạn sẵn sàng làm việc chăm chỉ và cống hiến thời gian, bạn có thể thành công. Trước hết, khi kết thúc bài học lớn nhất, tôi muốn các bạn biết rằng phương tiện truyền thông xã hội là một nền tảng tuyệt vời, nhưng bạn phải quyết đoán về nơi mình bắt đầu với bất kỳ nền tảng bạn muốn sử dụng là gì. Chính bạn có quyền quyết định sử dụng bất kỳ nền tảng nào cho trải nghiệm gì. Bạn có bất kỳ những kỹ năng đó như thế nào, bạn có thể có hoặc không có kỹ năng khi tham gia kinh doanh. Hồi mới làm tôi không có nhiều thứ đâu, nhưng mà tôi có khao khát, có mục tiêu và khả năng cam kết và làm việc thực sự chăm chỉ. Tôi đã đưa ra quyết định đó. Vậy thì tôi thách các bạn quyết định thực hiện nó ngay bây giờ. Nếu bạn chưa thử ứng dụng vào công việc kinh doanh thì hãy làm thử. Tôi đã quyết định sống hết mình trước mọi người và bắt đầu truyền cảm hứng cho mọi người bằng những gì tôi có thể với cơ hội này, cùng với quyết định là chính mình. Hãy tự hào về chính con người của mình và những người bạn có thể kết nối ở cùng mức độ đó, với tư cách là chính mình, được chứ? Và tạo ra một môi trường đầy tình yêu thương, cảm hứng và sự chăm chỉ. Đó là những gì tôi tin rằng tôi làm được. Là để mình được bao quanh giữa những người biết yêu thương người khác, những người sẵn sàng làm việc chăm chỉ và sẵn sàng dấn thân để mọi người thấy. Điều đó là hoàn toàn có thể. Và tôi biết rằng có rất nhiều người trong số các bạn có những dự định mà mình ấp ủ rất là lâu rồi, những dự định rất lớn lao dành cho tương lai của mình. Đội nhóm của tôi đã làm được, tôi làm được, và giờ là đến lượt của bạn. Đây là thời điểm dành cho thị trường Đông Nam Á. Chúng tôi rất vui mừng khi thấy các bạn đang bước vào nửa năm sau của 2021 và đến năm 2022 bằng cách sử dụng mạng xã hội làm nền tảng để phát triển kinh doanh của mình. Xin một lần nữa gửi lời cảm ơn chân thành đến các bạn. Thật sự là một vinh dự tuyệt đối khi được ở bên các bạn, và hẹn sớm gặp lại các bạn. It's truly an honor to have. Là một câu chuyện đầy cảm hứng từ Rebecca. Thực sự là một vinh dự khi có cô ấy tham gia cùng chúng ta. Và một buổi sáng sâu sắc và đầy cảm hứng cho tất cả các bạn, đúng không ạ? Mọi người có đồng ý không ạ? Mong bạn tiếp tục được học hỏi từ những nhà diễn giả tuyệt vời xuất sắc của chúng ta. Và trước khi kết thúc, chúng tôi tin rằng bạn rất mong đợi để công bố những người kiến thắng trong cuộc hóa trang chủ đề tương lai. Bạn sẵn sàng chưa ạ? Hãy để lại bình luận Ignite Your Future Sea Life đầu tiên để bạn đang mong muốn xem những người chiến thắng của chúng ta là ai. Và chúng ta sẽ chia sẻ thông tin người thắng lợi ở cuối phần này. Và đây là khép lại phiên sáng của chúng ta rồi. Hãy nhớ quay lại lúc 14 giờ nhé. Xin mời tiếp tục xem qua Expo và tất cả các hoạt động mà chúng ta đang có đây. Hãy lưu ý rằng trong thời gian diễn ra sự kiện, các cửa sổ triển lãm có thể sẽ đóng cửa đó. Cảm ơn New Skin Đông Nam Á. Chúc một buổi sáng tuyệt vời và chúc cho chúng ta có một trải nghiệm xuất sắc liên tục nào. Hãy hẹn gặp lại vào 14 giờ. Việt Nam ơi, chúng ta xin hãy nán lại chút xíu để xem danh sách